Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 316, dùng hoa đánh chết mày. Kiều Tiểu Kiều không để ý đến tên nam sinh, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng biết rõ Hạ Thiên sẽ xử lý phiền toái này. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã tiến về phía trước một bước, cả hai chuẩn bị đánh tên nam sinh văng ra. Nhưng khi các nàng còn chưa kịp làm gì thì Hạ Thiên đã ra tay. Hạ Thiên khẽ vươn tay, mọi người cũng không biết hắn có động tác gì nhưng ai cũng thấy bó hoa hồng trong tay tên nam sinh đột nhiên chuyển lên tay hạ thiên sau đó hạ thiên đưa bó hoa cho kiều tiểu kiều hắn cười hì hì nói vợ tặng em kiều tiểu kiều cười thản nhiên nàng nhận hoa sau đó nhanh chóng hôn lên mặt hạ thiên nàng nũng nịu nói cảm ơn chồng hạ thiên thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của kiều tiểu kiều vợ chúng ta đi thôi ừ kiều tiểu kiều nũng nịu lên tiếng sau đó hai người đi lên cũng không ai đếm xỉa đến tên nam sinh kia. Đám nam nữ sinh đứng bên ngoài xem náo nhiệt chợt sững sờ, bạn trai của Kiều Tiểu Kiều quá hùng mạnh, trực tiếp lấy hoa của người khác làm của mình. Mà Kiều Tiểu Kiều cũng quá khủng bố, nàng rõ ràng nhận hoa mà không quan tâm, còn tặng cho bạn trai một cái hôn. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng sững sờ, mặt trời mọc phía tây sao? Dựa theo tác phong của sắc lang này, không phải sẽ đánh người sao? Tên nam sinh tặng hoa thì cực kỳ buồn bực hắn bỏ vài trăm đồng mua hoa bây giờ lại đưa cho người khác tặng mối của mình sao khi thấy kiều tiểu kiều và tên khốn kia ôm hôn thân mật tên tặng hoa cuối cùng cũng không nhịn được phải hét lên này các người dừng lại này chú nói gì hạ thiên dừng lại nhìn tên nam sinh audio điện tử võ tấn bền chú là người giao hoa tranh thủ đi về làm việc đi anh anh nói gì tên nam sinh cao lớn chợt ngây người, hắn không hiểu lời nói của Hạ Thiên. Ngốc quá, anh ấy nói anh là nhân công đưa hoa của cửa hàng hoa. Kiều Phượng Nhi tức giận xen vào một câu. Tên nam sinh cao lớn nghe nói như vậy thì lập tức nổi giận, hắn hét lên với Hạ Thiên. Anh mới là nhân công tặng hoa, tôi không phải, tôi mua hoa để tặng cho Kiều Tiểu Kiều, anh có tư cách gì lấy hoa của tôi để tặng cho Kiều Tiểu Kiều. À, như vậy, thằng nhóc ngu ngốc, chú muốn theo đuổi vợ anh sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên nam sinh. Tên nam sinh cao lớn chợt sững sờ, hắn lập tức dùng giọng phẫn nộ chất vấn. Sao anh mắng tôi? Chú vốn là ngu ngốc, anh mắng thì có sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Bình thường anh không mắng người, chỉ thích đánh người, bây giờ anh muốn đánh chú rồi đây. Hạ Thiên nói đến đây thì nhìn Kiều Tiểu Kiều. Vợ, đưa hoa cho anh. Ừ. Kiều Tiểu Kiều ra vẻ rất ngoan ngoãn, nàng đưa bó hoa trong tay cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận bó hoa, sau đó hắn quất xuống người tên nam sinh, vừa đánh vừa mắng. Này thằng ngu, anh xem chú là nhân công đưa hoa mới không chấp nhất, nào ngờ chú dám có ý với vợ anh, chú muốn tặng hoa cho vợ anh sao? Anh dùng hoa đập chết chú. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, tên nam sinh cao lớn còn chưa kịp phản ưng thì đã bị quật vài chục lần, trên mặt đầy vết xước. Hắn tranh thủ dùng hai tay ôm đầu, muốn bảo vệ chỗ yếu hại, nhưng lúc này trên tay lại đầy máu tươi hoa hồng rơi rớt, bó hoa nhanh chóng không còn một mảnh. Lúc này Hạ Thiên vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn đạp ngã tên nam sinh xuống đất, sau đó ném bó hoa chưa cọng xuống rồi bất mãn nói một câu. Cho chú đấy, đi mà tặng. Đám sinh viên đều choáng váng, đây là người nào, sao quá bạo lực như vậy, chẳng phải chỉ là tặng hoa thôi sao? Cần gì phải nặng tay như vậy? Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại không có gì bất ngờ, đây mới là tác phong của Đại Sắc Lang. Trông, thôi bỏ đừng so đo với loại người này chúng ta đi thôi em còn muốn báo danh kiều tiểu kiều hời hợt nói một câu đám người không biết nói gì hơn đánh người ta như vậy còn nói không so đo sao biết rồi vợ hạ thiên cuối cùng còn chưa thỏa mãn mà đá cho tên nam sinh một cái sau đó hắn lách mình đến bên cạnh kiều tiểu kiều lại ôm eo nhỏ của nàng bộ dạng như chưa từng có gì phát sinh đám người bỏ đi không nhanh không chậm Sinh viên cũ báo danh cũng rất đơn giản, chẳng qua chỉ là nộp tiền học phí. Nhưng hôm nay số lượng người đến báo danh tương đối nhiều, đến lượt Kiều Tiểu Kiều báo danh thì đã hơn 11 giờ. Khi thấy sắp đến giờ cơm trưa thì Kiều Tiểu Kiều điện thoại cho Thôi Yến, sau đó đám người đi đến Phong Diệp Viên. Trong trường đại học Giang Hải không thiếu nhà ăn, quán cơm sinh viên mà Hạ Thiên hay đến ăn thường kinh doanh rất tốt, nhưng Phong Diệp Viên lại là nhà hàng khá xa hoa. Bên trong Phong Diệp Viên có vài gian phòng Đối với những người thích thanh tịnh như Kiều Tiểu Kiều thì ăn cơm ở đây rất thích hợp. Vì bây giờ còn tương đối sớm nên Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng đặt một gian phòng lớn nhất, mọi người đi vào ngồi xuống. Trước tiên nàng gọi vài món, sau đó cùng đợi đám người thôi yến. Đám người thôi yến đến rất nhanh, lúc này Hạ Thiên cũng được nhìn thấy hai người bạn gái cùng phòng của Kiều Tiểu Kiều. Cô gái là Xuân Mai có hơi mập, cô gái Lữ Ngọc Đình thi gầy tong teo hai người ngũ quan đều đoan chính nhưng nếu xét về tướng mạo thì còn thua xa thôi yến ba cô gái này đúng là có mang theo người yêu đến bạn trai của thôi yến là hoa hàng người này có chút cường tráng nghe nói là sinh viên đại học thể dục thể thao là bạn đồng hương với thôi yến cả hai đều đến từ thiểm tây bạn trai của la xuân mai là điền bân người này rất xứng đôi với nàng cũng to cao béo tốt còn bạn trai lộ văn phong của lữ ngọc đình người này còn thấp hơn cả lữ ngọc đình điền bân và lộ vân phong đều là sinh viên đại học giang hải điền bân đang học khoa quản lý công thương năm nay là năm thứ tư lộ vân phong thì học trung quốc học năm nay hắn mới học năm ba thấp hơn lữ ngọc đình một khóa hạ thiên không có hứng thú với những người này hắn nghĩ mãi mà không hiểu vì sao kiều tiểu kiều phải mời bọn họ dùng cơm vì vậy hắn rất lười nói chuyện đối với hắn thì đến đây chỉ vì có vợ mà thôi nhưng hạ thiên không quan tâm thì vẫn có người nhắc đến hắn Hạ Thiên, anh cũng học cùng trường với chúng tôi sao? Thôi Yến dùng giọng hiếu kỳ hỏi. Trước kia tôi chưa từng gặp anh, không phải anh là tân sinh viên đấy chứ? Không phải. Hạ Thiên chỉ trả lời đơn giản hai chữ, sau đó hắn không nói lời nào. Hắn không có hứng thú với Thôi Yến, đúng là không có biện pháp, ai bảo nàng không xinh đẹp. Thôi Yến cũng không ngốc, nàng nhanh chóng phát hiện Hạ Thiên không muốn nói chuyện với mình, vì vậy lập tức di rời đối tượng. Kiều Tiểu Kiều, bạn trai của bạn học trường nào? Chồng tôi không đi học. Kiều Tiểu Kiều trả lời. Không đi học sao? Thôi Yến ngây người. Vậy anh ta đang làm gì? Cũng chưa làm gì, chỉ theo giúp mình thôi. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. À. Vẻ mặt Thôi Yến có chút mất tự nhiên, nàng không tiếp tục truy vấn. Lúc này trong mắt ba tên đàn ông có chút hương vị khinh bỉ, thì ra người này là loại ăn bám cũng không biết vì sao Kiều Tiểu Kiều lại vừa ý một tên khốn tướng mạo bình thường như vậy. Tuy nói đây là loại ăn bám nhưng hình như cũng không quá xứng danh. Kiều Tiểu Kiều, vài ngày nữa chúng ta sẽ tiếp đãi tân sinh viên, bạn có thời gian đến hỗ trợ không? Thôi Yến di chuyển chủ đề. Chắc là có. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi nói. Đến ngày đó rồi nói sau. À, cũng còn một tuần nữa. Thôi Yến gật đầu. Hàng năm khi khai giảng sẽ luôn bận rộn, tiếp đãi tân sinh viên còn có đủ loại thể thao không biết trong đám tân sinh viên lần này có ai giỏi chơi bóng không thôi yến em đừng hy vọng phần lớn sinh viên trung quốc học đều là con mọt sách đừng hy vọng ở phương diện thể thao hoa hàng mở miệng dù sao các em cũng đã đến năm cuối cũng đừng quan tâm đến những vấn đề này nói là nói như vậy nhưng năm nào ra trường cũng rất mất mặt thôi yến nhìn hoa hàng ánh mắt nàng sáng lên này hoa hàng không bằng anh đến giúp bọn em. Điều này cũng không tốt, anh là dân khoa thể thao, nếu sang giúp bọn em, đây không phải ức hiếp người khác sao. Hoa hàng ra vẻ rất mạnh mẽ. Dù sao các khoa khác cũng tìm ngoại viện, nghe nói có một khoa còn mời về hai, ngoại binh. Thôi Yến có chút buồn bực. Hoa hàng, đây là trận đấu cuối cùng trong vai trò chủ tịch hội sinh viên của em, anh giúp em một lần. Đúng rồi, không phải em từng nghe anh nói trong lớp anh có một vận động viên chuyên nghiệp à không bằng anh kéo anh ấy sang làm ngoại binh cho em cũng được. Thôi Yến, em nói đùa à? Người ta là cầu thủ chuyên nghiệp, lương mỗi năm vài trăm ngàn đến cả triệu, sao anh có thể đưa người ta đến đây làm ngoại binh cho em? Hoa Hàng lắc đầu. Nhưng không sao, tuy anh không phải cầu thủ chuyên nghiệp nhưng đánh bại toàn bộ các khoa của trường em cũng không phải là vấn đề. Này, ai khoác lác vậy? Phòng bên cạnh có người gõ mạnh vào tường vài giây sau có vài tên nam sinh thân hình cao lớn đi sang phòng bên này, đi đầu là một tên nam sinh cao hơn mét chín, hắn quét mắt nhìn mọi người rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Vừa rồi là ai nói chỉ cần một mình cũng đủ đánh bại tất cả đội bóng rổ đại học Giang Hải. Hoa hàng chợt ngẩn ngơ, hắn dám khoe khoang trước mặt người đẹp, bây giờ lại bị thành viên đội bóng rổ Giang Hải nghe thấy. Khi thấy đối phương đông người và bộ dạng hùng hổ, hoa hàng không khỏi cảm thấy sợ hãi nhưng hắn đang ở trước mặt bạn gái, còn ở trước mặt người đẹp việt sắc là Kiều Tiểu Kiều, hắn cũng không muốn yếu thế, vì vậy đành kiên chỉ nói. Là tôi nói, thế nào? Tốt, có dũng khí, vậy thì anh xuất hiện đi, đấu một trận với tôi. Tên cầm đầu đội bóng đại học Giang Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hoa hàng, bộ dạng hận không thể trực tiếp ném hắn ra khỏi phòng. Trường 317, lại sâu lâu. Sâu lâu thì sâu lâu, sợ nhau sao? hoa hàng đâm lao phải theo lao hắn đành phải tiếp chiêu đợi tôi cơm nước xong rồi nói sau được tôi đợi anh dùng cơm xong tên thanh niên đội bóng rổ giang đại cười lạnh tôi là nhiếp thiếu bằng của đội bóng giang đại tôi cho anh một lời khuyên bây giờ anh điện thoại về cho đội bóng rổ trường đại học thể dục thể thao vẫn còn kịp nhiếp thiếu bằng nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi đi chúng ta đi dùng cơm Hoa Hàng nghe cái tên Nhiếp Thiếu Bằng thì vẻ mặt càng khó coi, vẻ mặt Thôi Yến cũng khẽ biến đổi, bộ dạng rất bất an. Nguy rồi, sao lại chọc vào Nhiếp Thiếu Bằng? Nhiếp Thiếu Bằng cũng là danh nhân ở trường Đại học Giang Hải, người này cũng không phải thông qua thành tích thể thao mà được tuyển vào Đại học Giang Hải, hắn dùng bản lĩnh học tập của mình để thi đậu khoa Tài chính Đại học Giang Hải. Tuy hắn học tài chính nhưng năng khiếu bóng rổ còn mạnh hơn những thành viên trường khác, dù là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao cũng căn bản còn kém xa hắn thậm chí vừa vào học năm nhất đã là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Học kỳ trước nhiếp thiếu bằng suất lĩnh đội bóng Giang Đại tiến vào trận chung kết bóng rổ các trường đại học thành phố Giang Hải, cuối cùng chỉ thua sát nút đại học thể dục thể thao. Vì vậy mà thủ oán giữa hai đội bóng đại học Giang Hải và đại học thể dục thể thao chính thức xuất hiện, Hoa Hàng Thân là thành viên của trường đại học thể dục thể thao vừa rồi dám khoác lác, còn nói đánh dẹp tất cả đội bóng rổ trường đại học Giang Hải, tất nhiên là chọc giận đám người nhiếp thiếu bằng. Hoa Hàng, hay là điện thoại cho đội bóng rổ trường anh đi thôi yến không nhịn được nói hoa hàng có chút trần trừ điều này không tốt lắm thực tế hoa hàng cũng là một thành viên đội bóng rổ đại học thể dục thể thao nhưng khi đến trận chung kết thì hắn không có vị trí nếu không hắn đã sớm nhận ra nhiếp thiếu bằng bây giờ hắn vốn không phải là đội viên đội bóng đại học thể dục thể thao hắn nào dám không biết xấu hổ điện thoại xin trợ giúp Hoa Hàng nghĩ đến tình cảnh mình sẽ bị chà đạp trước mắt mọi người mà cảm thấy không thoải mái, hắn cũng không còn tâm tình dùng cơm. "Tôi đi vệ sinh một chút." Hoa Hàng đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. "Vợ, em ăn nhiều một chút." Hạ Thiên vẫn không quan tâm đến vấn đề này, hắn chỉ khuyên Kiều Tiểu Kiều nên ăn nhiều, vì hắn cảm thấy Tiểu Kiều có hơi gầy, phải ăn nhiều bồi bổ cơ thể. Nhưng sức ăn của Kiều Tiểu Kiều cũng có hạn, dù khuyên bảo thế nào cũng không thể nuốt trôi. Khi không còn biện pháp thì tiểu Vũ đành phải ăn hết phần của nàng, một người ăn như sói như hổ hết nửa bàn thức ăn, còn những người khác vì chuyện bóng rổ vừa xảy ra mà không còn tâm tình dùng cơm. "Thôi Yến, bạn trai của bạn sao chưa quay lại?" Lữ Ngọc Đình đột nhiên hỏi. Lữ Ngọc Đình hỏi vấn đề này cũng chính là nghi vấn của mọi người, Hoa Hàng đã đi vệ sinh hơn 10 phút, vẫn còn chưa quay về, chẳng lẽ lại có chuyện gì trong nhà vệ sinh rồi sao? Thôi Yến nở nụ cười miễn cưỡng, có lẽ hoa hàng không thoải mái mọi người cũng đừng quá quan tâm lô vân phong nếu không anh ra xem thế nào lữ ngọc đình nói với bạn trai của mình điền bân anh cũng đi xem thế nào nói không chừng hoa hàng xảy ra chuyện gì đó la xuân mai ở bên kia cũng chuẩn bị điều động bạn trai lúc này hạ thiên mới mở miệng vợ ăn xong rồi chúng ta đi thôi kiều tiểu kiều nhìn thôi yến nàng có chút trần trừ chồng chờ chút bạn trai thôi yến còn chưa quay lại dù sao lần này cũng là kiều tiểu kiều mời cơm bây giờ nàng ép mọi người phải ra khỏi phòng cũng không quá phù hợp chờ cái gì anh ấy chạy rồi hạ thiên thuận miệng nói sao kiều tiểu kiều chợt ngẩn ngơ chạy sao đúng vậy anh ta căn bản không đi vệ sinh anh ta chạy rồi hạ thiên gật đầu nói không thể nào hoa hàng sao có thể chạy được thôi yến vội vàng phản bác hạ thiên có chút mất kiên nhẫn không tin cô cứ đến nhà vệ sinh mà xem tôi đi xem lô vân phong lúc này sung phong nhận việc hắn nhanh chóng đứng lên ra khỏi phòng điền bân cũng đứng lên đuổi theo tôi cũng ra xem thế nào chưa đến một phút sau hai người cùng quay về điều này hoa hàng không có trong nhà vệ sinh lô vân phong nói trong nhà vệ sinh không có ai cả điền bân bổ sung lúc này vẻ mặt thôi yến đã trở nên rất khó coi nàng vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho hoa hàng điện thoại nối thông thôi yến giống lên tức giận hoa hàng anh đi đâu vậy anh có chút việc bận chút nữa sẽ quay lại hoa hàng ở bên kia nói em nhìn lầm anh rồi thôi yến giống lên tức giận sau đó nàng cúp điện thoại trước nay hoa hàng cao lớn khỏe mạnh luôn tạo ra cảm giác an toàn cho nàng nhưng nàng không ngờ người này quá nhát gan chỉ là một trận bóng rổ mà bị dọa bỏ chạy, nếu gặp phải cướp có cầm dao, chẳng phải sẽ chạy còn nhanh hơn sao. Thôi Yến để điện thoại xuống, nàng cười ngượng ngùng với mọi người. Hoa hàng sẽ không đến, không cần chờ anh ta, chúng ta về thôi. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, nàng tính tiền, sau đó mọi người ra khỏi phòng. Khi mọi người vừa mới ra khỏi cổng phong diệp viên thì đã nhìn thấy đám người nhiếp thiếu bằng đang đứng đợi, rõ ràng đang chờ bọn họ. Tiểu tử kia đâu? nhiếp thiếu bằng đi đến hắn quét mắt nhìn mọi người rồi hỏi anh ta có việc đi trước rồi thôi yến đón lời đi sao nhiếp thiếu bằng trào phúng tôi còn tưởng anh ta ngon lắm không ngờ lại bị dọa bỏ chạy này đùa với chúng tôi sao đúng là phí thời gian đại học thể dục thể thao có mặt hàng thế này sao đám người sau lưng nhiếp thiếu bằng mắng lớn cũng khó trách bọn họ tức giận tưởng rằng có thể trà đạp một tên sinh viên đại học thể dục thể thao khoác lác, nhưng không ngờ đối phương chạy mất, điều này làm bọn họ chờ đợi không công, cảm giác này rất khó chịu. Nhiếp thiếu bằng, anh muốn hả giận thì đến tìm đại học thể dục thể thao, đừng chắn đường chúng tôi. Thôi Yến mở miệng nói, bây giờ tâm tình của nàng không quá tốt, tất nhiên giọng nói sẽ chẳng tốt đẹp hơn. Tất nhiên tôi sẽ đến đại học thể dục thể thao, nhưng không phải bây giờ. Nhiếp thiếu bằng hừ lạnh các người đi cùng tiểu tử kia bây giờ hắn chạy mất các người phải có một người ra đấu với tôi nhiếp thiếu bằng dùng tay chỉ lô vân phong điền bân và hạ thiên nhiếp thiếu bằng tôi không ức hiếp phụ nữ ba người các anh ai tự giác đứng ra đấu với tôi đừng chỉ ta vào tôi coi chừng mất ngón tay hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nhiếp thiếu bằng nhiếp thiếu bằng chợt ngẩn ngơ tiểu tử này còn ngông cuồng hơn cả mình sao cậu muốn bẻ gãy tay tôi sao nhiếp thiếu bằng dùng ánh mắt vừa bực vừa buồn cười nhìn hạ thiên nếu anh còn dám chỉ tay vào người tôi tôi sẽ vặn gãy ngón tay của anh để sau này khỏi chỉ tay vào người khác hạ thiên hời hợt nói đối với hắn thì chuyện vặn gãy tay người ta chỉ là vấn đề nhỏ nhặt nhiếp thiếu bằng lập tức vui mừng hắn đã gặp qua những thằng ngô kiêu ngạo không ngờ còn gặp một thằng quá bố láo dám vặn gãy ngón tay hắn nói đùa sao nhiếp thiếu bằng gần đây chồng tôi nói sẽ làm vì vậy tôi khuyên anh đừng thử." Kiều Tiểu Kiều đột nhiên mở miệng nói, những lời này của nàng thật sự muốn nhắc nhở Nhiếp thiếu bằng bỏ đi ý nghĩ chỉ tay vào Hạ Thiên. Nhiếp thiếu bằng nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn nhìn Kiều Tiểu Kiều, vẻ mặt có chút kinh ngạc. "Kiều Tiểu Kiều, đây là đàn ông của cô sao?" "Đúng vậy, anh ta là chồng tôi." Kiều Tiểu Kiều gật đầu khẳng định. "Tôi khuyên anh nên đi đến đại học thể dục thể thao tìm người, đừng đứng đây lãng phí thời gian." "Rất tốt." tôi sẽ đấu với cậu nhiếp thiếu bằng nhìn hạ thiên ngon thì theo tôi ra sân bóng rổ anh quá yếu hạ thiên ngáp một cái không có tư cách đấu với tôi tiểu tử mày nói gì mày biết đội trưởng của chúng tao là ai không đội trưởng của chúng tao là cầu vương tử nổi tiếng khắp thành phố giang hải mày tưởng mình là ai hugo sao ai cũng biết nói khoác nếu có gan thì ra sân đừng như tiểu tử vừa rồi lại lén bỏ chạy Hạ Thiên nói một câu vừa rồi đã hoàn toàn chọc giận các thành viên sau lưng nhiếp thiếu bằng, đám người bắt đầu ồn ào, bộ dạng hận không thể phun nước miếng dìm chết Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều, đàn ông của cô chỉ biết bốc phét thôi sao? Nhiếp thiếu bằng nhìn Kiều Tiểu Kiều, giọng nói trào phúng, ánh mắt có chút khác thường. Vợ, đám ngu ngốc này phiền phức quá, có nên đánh văng tất cả đi không? Hạ Thiên không vui sướng gì nói. Kiều Tiểu Kiều cười ngọt với Hạ Thiên. Chồng, Chúng ta bây giờ cũng không có gì làm, không bằng anh chơi đùa với bọn họ, thuận tiện cho bọn họ biết thế nào là lợi hại. Hạ Thiên nhìn Nhiếp Thiếu Bằng, sau đó hắn nói: "Người này quá ngốc, hình như chơi đùa mất vui." "Không sao, tuy không vui nhưng có còn hơn không." Kiều Tiểu Kiều khẽ cười nói. Hai người này kẻ sướng người họa, đám người ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, Cầu Vương tử Nhiếp Thiếu Bằng bị bọn họ xem là món đồ chơi sao? Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng choáng váng bây giờ các nàng càng ngày càng cảm thấy kiều tiểu thư mình luôn tôn kính lại có nhiều điểm giống với hạ thiên hạ thiên suy nghĩ một lúc cuối cùng hắn gật đầu vợ em nói đúng anh chơi với đám này một chút hạ thiên quay đầu nhìn nhiếp thiếu bằng rồi lười biếng nói này anh thật sự muốn sâu lâu sao đúng vây dám tiếp nhận không nhiếp thiếu bằng nói bằng vẻ mặt khiêu khích trên đời này chưa có gì tôi không dám làm hạ thiên không cho là đúng nói đi, thích sâu lâu thế nào? Đơn giản, ra sân, một trọi một. Nhiếp thiếu bằng cười lạnh một tiếng. Ai thua học sủa theo chó? Lại là sâu lâu. Hạ Thiên có chút không vui, lúc trước hắn đã từng đấu với Trần Trí Cương ở Đại học Thể dục Thể thao. Như vậy không có sang ý, quá chán, đổi phương pháp khác. chương 318 cùng nhau sủa. Vậy cậu muốn đấu thế nào? Nhiếp thiếu bằng cười lạnh hỏi, trong lòng hắn rất xem thường Hạ Thiên, Người này hơn phân nửa là biết không phải là đối thủ của hắn, vì vậy mới thay đổi phương pháp. Hạ Thiên cười hì hì. Rất đơn giản đấy, chúng ta không cần bóng, cứ trực tiếp ra sân là được. Không cần bóng thì đấu thế nào? Nhiếp Thiếu Bằng hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ cậu muốn đánh nhau sao? Sao anh ngốc như vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nhiếp Thiếu Bằng. Không cần bóng rổ vẫn có thể chơi được, anh xem mình như bóng rổ là được, anh có thể ném mình vào rổ. Tất nhiên, nếu anh có bản lĩnh thì cũng có thể quăng tôi vào rổ. Ý của cậu là chúng ta không cần bóng, có thể ném đối phương vào rổ sao? Nhiếp thiếu bằng tưởng mình nghe lầm, vì vậy không nhịn được phải xác nhận lại. Đúng vậy, anh có thể tự mình nhảy vào rổ, chỉ cần anh có bản lĩnh thì ném tôi vào rổ. Ai ném đối phương vào ổ ba lần thì thắng, thua phải nằm sấp trên mặt đất học sủa như chó. Hạ Thiên cười hì hì nói trên gương mặt xinh đẹp của kiều tiểu kiều không khỏi lộ ra nụ cười quái dị nàng nghĩ đến tình cảnh nhiếp thiếu bằng quỳ dạp trên mặt đất mà sủa thì không khỏi buồn cười tốt đây là những gì cậu nói chút nữa thua thì đừng khóc nhiếp thiếu bằng vung tay đi chúng ta đến sân bóng đám người nhiếp thiếu bằng dẫn đầu đi về phía sân bóng nhưng bọn họ cũng không khỏi nhìn ra phía sau giống như sợ hạ thiên chạy mất theo kiểu của hoa hàng tất nhiên bọn họ cũng chỉ lo lắng dư thừa Hạ Thiên căn bản không có ý nghĩ chạy trốn. Kiều Tiểu Kiều, bạn trai của bạn thật sự chơi bóng như vậy sao? Thôi Yến lúc này không khỏi mở miệng hỏi. Rõ ràng dù là Thôi Yến, Lữ Ngọc Đình hay La Xuân Mai và bạn trai của các nàng đều cảm thấy Hạ Thiên không đủ tín nhiệm bằng Hoa Hàng. Tuy Hoa Hàng nhát gan nhưng người ta cũng biết mình biết người, biết không phải là đối thủ của Nhiếp Thiếu Bằng nên bỏ chạy, mà Hạ Thiên lại dùng một phương pháp khó tưởng để đấu với Nhiếp Thiếu Bằng, như vậy không phải cố ý tìm chết sao? mọi người nhìn thân thể hạ thiên lại nhìn sang nhiếp thiếu bằng to cao dù ai cũng có thể thấy được tình cảnh sắp xảy ra nhất định là nhiếp thiếu bằng chụp lấy hạ thiên rồi ném rổ cho hạ thiên dính hẳn trên rổ kiều tiểu kiều cười nhạt một tiếng nàng không trả lời vấn đề của thôi yến nàng tin đám người này sẽ nhanh chóng biết được điểm phi phàm của hạ thiên khi thấy kiều tiểu kiều như vậy thì thôi yến cũng không hỏi thêm sân bóng rổ cũng không cách quá xa nhà hàng phong diệp viên chỉ vài phút thì đám người đã đến sân bóng, sau đó có người hét lớn. "Mau đến xem, có người muốn đấu bóng với cầu Vương Tử." Lúc này trong sân bóng rổ phần lớn là những người có hứng thú với môn thể thao này, mà số người hứng thú với bóng rổ cũng thật sự không mấy kẻ không biết danh tiếng của cầu Vương Tử. Vì vậy mà có kẻ hét lên thì gần 100 người kéo đến, ngay sau đó đám người đang chơi bóng cũng ngừng tay, ai cũng muốn xem náo nhiệt. "Là ai đấu với cầu Vương Tử?" "Không thể nào!" những năm nay kẻ tầm thường cũng dám xuất hiện sao tên kia có vẻ không giống như người chơi bóng rổ tin mới nhất tên kia là hạ thiên trời ạ à, tên gì lạ vậy tao còn tưởng là đông thiên thấy chưa đó là kiều tiểu kiều nghe nói hạ thiên là bạn trai của kiều tiểu kiều hừ thằng này ở đâu bò ra vậy dám cướp đi hoa hậu giảng đường của đại học giang hải chúng ta bốn phía vang lên những tiếng nghị luật hạ thiên và nhiếp thiếu bằng đã đi đến sân bóng cả hai chừng mắt nhìn đối phương. Này, anh ngu ngốc, bắt đầu được chưa? Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói. Hạ Thiên vừa nói thì nhiếp thiếu bằng đã lao đến, sau đó hắn cúi người xuống, hai tay ôm lấy eo Hạ Thiên, muốn nhấc đối phương lên ném rổ. Nhưng dù nhiếp thiếu bằng dùng hết sức thì Hạ Thiên vẫn đứng lên không nhúc nhích, vô tình gương mặt nhiếp thiếu bằng đã đỏ bừng bừng. Đám người đứng bên sân bóng lại cảm thấy khó tưởng, đây là chơi bóng hay chơi đấu vật. Làm gì vậy? không phải chơi bóng sao. Không biết, hình như đang solo mà. Nếu thật sự là đấu bóng cũng không phải có bộ dạng này, chẳng lẽ đang đấu vật. Giống như đấu vật mông cổ, tao đã xem qua trên TV. Dù là đấu vật thì sao lại như thế? Tên hạ thiên kia chưa chắc đã 60kg, nhiếp thiếu bằng sao không thể làm gì được đối phương. Đội trưởng, xử lý con gà ướt kia đi. Đám người đội bóng của nhiếp thiếu bằng đã ở bên ngoài gieo hò trợ uy, bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao đội trưởng còn chưa nhấc bổng tên kia lên. Chồng, cố gắng lên. Âm thanh động lòng người của Kiều Tiểu Kiều vang lên, không những làm cho đám người bên ngoài ngừng nghị luận, hơn nữa còn ngăn chặn tiếng kêu hò trợ uy của đám người phía nhiếp thiếu bằng. Âm thanh của Kiều Tiểu Kiều rõ ràng mang đến động lực cho Hạ Thiên, hắn dùn người đẩy nhiếp thiếu bằng đi ra, sau đó hắn vung tay túm lấy ngực áo của người này, cuối cùng tiện tay nhấc bổng thân thể đối phương lên không. Tình cảnh biến hóa lập tức làm cho toàn trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người phải choáng váng, người này thân thể không ra gì, sao lại có khí lực lớn như vậy? Không quá khoa trương đấy chứ. Hạ Thiên quay đầu nhìn Kiều Tiểu Kiều ở bên ngoài sân bóng, hắn cười hì hì. Vợ, xem anh ném rổ. Á? À, bốn phía chợt hô lên kinh hoàng, đám người thấy Hạ Thiên vung tay, nhiếp thiếu bằng bay về phía rổ. Ném rổ. Người này ném người vào rổ lần này đám người vây quanh cũng biết có chuyện gì xảy ra đây không phải là đấu sức cũng không phải đấu vật mông cổ đây là một trận đấu bóng nhưng không có bóng thay thế cho bóng chính là hai người kia ầm ầm thân thể nhiếp thiếu bằng đập mạnh lên vòng rổ mọi người lại phát ra tiếng hô kinh hoàng trông hay quá kiều tiểu kiều ở bên kia vỗ tay hoan hô đám người còn lại thị trợn mắt há mồm xa như vậy quăng bóng vào rổ cũng khó người này lại ném một người nặng 200 cân như nhiếp thiếu bằng đến rổ. Hơn nữa nếu không phải thân thể của nhiếp thiếu bằng quá lớn, khó thể vào rổ, nếu không sợ rằng đã xuyên qua rổ rồi. Âm, um, vòng rổ cuối cùng cũng không chịu được sức nặng quá lớn mà chóc ra khỏi bảng, nhiếp thiếu bằng và rổ cùng nhau rơi xuống đất. Nhiếp thiếu bằng quay cuồng bò lên khỏi mặt đất, trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn nhìn vòng rổ đã bị hư hại, lại nhìn Hạ Thiên đang đứng giữa sân bóng, vì vậy mà không biết có chuyện gì xảy ra lúc này hạ thiên lại hành động hắn chạy về phía nhiếp thiếu bằng khó hết tay chân đối phương lần này hắn không trực tiếp ném nhiếp thiếu bằng từ vị trí này qua rổ hắn nhấc bổng đối phương lên rồi chạy sang phía chiếc rổ còn lại nhiếp thiếu bằng lại bị ném lên nhiếp thiếu bằng đáng thương hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào bây giờ lại tiếp tục nện lên vòng rổ nhưng lúc này vòng rổ không bị chóc ra nhiếp thiếu bằng lại chóng mặt rơi xuống đất sau đó lại bị Hạ Thiên sách lên ném rổ. Ba lượt, Hạ Thiên vỗ tay, bộ dạng rất hời hợt. Này, anh ngu ngốc, bây giờ học theo chó sủa đi. Bốn phía chợt vắng lặng, những biểu hiện liên tiếp của Hạ Thiên có thể nói làm cho mọi người kinh hoàng, đây là người sao. Khoảnh khắc này đám người bên phía nhiếp thiếu bằng và thôi yến cũng hiểu, nhiếp thiếu bằng chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Hạ Thiên, ngay từ đầu đã được Hạ Thiên cho là như vậy. Nhiếp thiếu bằng sau ba lần lên rổ bây giờ hắn đã có chút tỉnh táo hắn cố gắng chịu đau đứng lên rồi dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hạ thiên nhưng cũng không nói một lời này nhìn tôi làm gì hạ thiên có chút bất mãn mau học sủa đi mày đùng quá đáng đám người phía nhiếp thiếu bằng phóng đến trong đó có một người quát lên với hạ thiên tâm miệng nếu không cho các người cùng sủa hạ thiên tức giận nói có phải mày muốn chơi không một tên dùng ánh mắt tức giận nhìn hạ thiên tôi ghét nhất đám người đã thua mà không nhận thua hạ thiên bất mãn nói một cây ngân châm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn ngay sau đó hắn hóa thành một bóng người nhàn nhạt dạo một vòng quanh đội bóng rổ trong quá trình này hắn dùng châm đâm lên mỗi người vài cái kể cả nhiếp thiếu bằng và đám người đội bóng đều cảm thấy cổ họng không thoải mái vì vậy mà nhịn không được phải gào lên mà âm thanh này rơi vào tai mọi người giống hệt như chó sủa đám người thiếu chút nữa thì ngất xỉu, cả đội bóng kia sủa thật sao? Hạ Thiên nghe những tiếng sủa này thì vỗ tay thỏa mãn nói. Đúng rồi, âm thanh rất ấn tượng. Phi, Kiều Tiểu Kiều cười thành tiếng, người khác không biết, nhưng nàng biết rõ đây là chồng mình động tay động chân. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thì có chút sợ hãi, thủ đoạn của đại sắc lang kia quả nhiên quá ghê gớm, sau này các nàng cũng phải cẩn thận, tốt nhất không nên đắc tội với hắn, nếu không sẽ phải sủa như vậy thua thiệt quá lớn. Lúc này ánh mắt Thôi Yến và những người bạn cùng phòng của Kiều Tiểu Kiều nhìn về phía Hạ Thiên cũng khác biệt, lúc này bọn họ đã hiểu, bạn trai của Kiều Tiểu Kiều sao có thể bình thường cho được. "Vợ, chúng ta về thôi." Hạ Thiên chạy tới bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, hắn ôm vòng eo nhỏ của nàng và bỏ đi. Đúng lúc này điện thoại vang lên, người gọi đến là Mộc Hàm. "Chồng, tôi phải về thủ đô." Trong điện thoại vang lên giọng nói không muốn của Mộc Hàm mà tin tức này cũng đột ngột với Hạ Thiên. Chương 319, Mục Hàm về thủ đô. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều về nhà rất nhanh, khi vừa vào cửa thì Triệu Thanh Thanh đã chạy đến. "Sư phụ, anh đã về rồi, anh giữ chị Hàm lại, đừng cho chị ấy đi." Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Thanh Thanh. "Chị Hàm đi hay không có liên quan đến em sao?" "Sư phụ, liên quan rất lớn." Bây giờ chị Phượng Nhi và Hoàng Nhi đều theo chị Tiểu Kiều đi học, nếu chị Hàm cũng đi, nhà này cũng chỉ còn mình em luyện võ với chị Mộng. Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt khổ sở. Em thê thảm rồi, không phải em còn đi học sao? Hạ Thiên hỏi, còn vài ngày nữa em mới khai giảng, không bằng anh khuyên chị Hàm, để vài ngày nữa rồi về. Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt đau khổ. Chồng, giọng nói của Mộc Hàm từ lầu 2 truyền xuống hạ thiên không quan tâm đến triệu thanh thanh hắn nhanh chóng đi lên lầu hai sau đó cùng mộc hàm vào phòng ngủ vợ chị về thủ đô làm gì hạ thiên mở miệng hỏi mộc hàm không trả lời vấn đề của hạ thiên nàng nói một chuyện khác chồng mị nhi vừa đến tìm tôi mị nhi sao hạ thiên nhìn vào phòng ngủ cô ấy đâu cô ấy đi rồi mộc hàm có chút bất đắc dĩ chồng nàng hình như vẫn chưa hết hy vọng với mị nhi thì phải cô ấy lại chạy mất hạ thiên có chút khó hiểu hắn vẫn muốn tìm cơ hội bắt được mỹ nhi sau đó phải nghiên cứu cơ thể nàng cho tốt chồng mỹ nhi nói với tôi một chuyện triệu công tử không còn là tổ trưởng long tổ mục hàm di chuyển chủ đề lên việc chính bây giờ tôi đã được khôi phục thân phận đặc công long tổ không bị thành viên long tổ truy sát nữa à thì ra là như vậy như vậy người long tổ sẽ không chết hết hạ thiên có chút tiếc nuối chồng vì bây giờ tôi khôi phục lại thân phận thành viên Long tổ, vì vậy tôi phải về thủ đô, sau này còn phải đi chấp hành nhiệm vụ, vì vậy không thể ở mãi nơi đây được." Mộc Hàm dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không muốn. Vài ngày trước nàng đã trao thân cho người đàn ông của mình, nàng thật sự không muốn bỏ đi, nhưng nàng cũng biết mình phải về thủ đô xử lý vài sự việc. Bây giờ trở lại thân phận thành viên Long tổ cũng tốt, nàng cũng không muốn bị thành viên Long tổ truy sát một cách vô nghĩa. Hạ Thiên vẫn còn có chút lo lắng. "Vợ, lỡ may chỉ quay về thủ đô mà tên Triệu công tử kia đến gây phiền thì làm sao? Nơi này cách thủ đô quá xa, tôi sợ rằng khó thể đến cứu chị kịp thời." "Triệu công tử bây giờ đang tiếp nhận điều tra, hơn nữa chuyện này cũng có thiên tổ nhúng tay, vì vậy chồng cũng không cần lo lắng. Bây giờ tôi quay về rất an toàn, không ai dám động đến tôi, hơn nữa tôi cũng đã rèn luyện với Triệu Thanh Thanh và chị Mộng nhiều ngày, đã có tiến triển." mộc hàm có vẻ rất tin tưởng mộc hàm nói như vậy thì hạ thiên cũng có chút hiên lòng hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu được rồi vợ quay về thủ đô cũng được nhưng chị phải quay về sớm một chút thuận tiện cũng mang cả tiểu yêu tinh đến đây mộc hàm chợt dở khóc dở cười chồng quá lăng nhăng còn quan tâm cả yêu yêu được rồi chồng tôi sẽ nhanh chóng quay lại mộc hàm đồng ý với hạ thiên nhưng nàng biết rất rõ nếu quay về long tổ chỉ sợ rất khó nhanh chóng quay trở lại, trừ khi nàng lại đến Giang Hải chấp hành nhiệm vụ. Hạ Thiên vẫn không vui sướng gì. "Vợ, chị vẫn còn rất nhiều quần áo chưa mặc cho tôi xem." Gương mặt Mộc Hàm có hơi đỏ, sau đó nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. "Chồng, khuya nay tôi mới lên máy bay, bây giờ cũng có thể múa cho cậu xem." Mộc Hàm cũng không đợi Hạ Thiên trả lời, thân thể mềm mại bắt đầu vặn vẹo vì nàng biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ rất yêu mến. Ánh mắt Hạ Thiên dần trở nên nóng bỏng, bầu không khí trong phòng cũng dần trở nên kiều diễm. Một lúc sau, trong phòng ngủ truyền ra những tiếng thở gấp rút nứt quảng. Khi Hạ Thiên và Mộc Hàm đang thực hiện hoạt động trong anh có tôi trong tôi có anh, trao đổi tình cảm với nhau, lúc này trên diễn đàn trường Đại học Giang Hải có một topic được mọi người chú ý cao độ, topic rất bắt mắt bạn trai bạo lực của Kiều Tiểu Kiều. Ba chữ Kiều Tiểu Kiều hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hơn nữa còn có hai chữ bạn trai càng làm cho số người đăng nhập vào diễn đàn phải nhấp vào xem nội dung. Khi vào xem thì mọi người mới phát hiện topic này không phải treo đầu dê bán thịt chó, bên trong thật sự có nội dung. Bên trong topic có đầy đủ hình ảnh miêu tả hai sự kiện lớn của Hạ Thiên, đầu tiên là Hạ Thiên hành hung một tên nam sinh dám tặng hoa cho Kiều Tiểu Kiều trước cổng ký túc xá nữ sau đó hành động vĩ đại ném đội trưởng đội bóng rổ Giang Hải với biệt danh là cầu vương tử vào rổ ba lần. Vì mỗi nội dung đều có hình ảnh, vì thế mọi người không khỏi có chút tin tưởng. Trong vòng vài giờ ngắn ngủi mà đã có hơn vài chục ngàn lượt người vào đọc topic, còn có hơn một ngàn câu trả lời. Có một số người chứng thật sự kiện kia, làm cho đám người còn hoài nghi phải tiếp nhận sự thật là Hoa hậu học đường Đại học Giang Hải đã có chủ. Mà sau topic trên cũng có một topic khác nóng bỏng hơn xuất hiện tiêu đề của topic này là cuộc chiến bảo vệ kiều tiểu kiều. Nội dung topic là phát động tất cả nam sinh đại học Giang Hải, cần phải cướp kiều tiểu kiều về, vì tin tức đã xác nhận bạn trai của kiều tiểu kiều không hải là sinh viên đại học Giang Hải. Trai đẹp ở đại học Giang Hải nhiều như mây, nhưng không ngờ lại cho một thằng ngoại lai cướp mất hoa hậu giảng đường, đây tuyệt đối là sỉ nhục ba đời. Vì vậy nhóm tình yêu bất diệt, phát động các nam sinh triển khai thế tấn công tình yêu, nhất định phải cướp kiều tiểu kiều về chuồng cuối topic còn có chút hương vị kích động. Những tin nhắn đáp ứng lời kêu gọi của chủ, thớt đến như thác lũ. Giúp đỡ chủ, thớt, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Ba năm trước tôi đã phát động thế tấn công, còn bà nó đã ghi hơn 99 bức thư tình, quản quại, nhưng cuối cùng cũng đều vào thùng rác. Chủ, thớt, chúng tao giúp mày, trời đi. Tao sợ bị đòn, còn bà nó, bạn trai của Kiều Tiểu Kiều quá bạo lực. Tao cũng sợ bị đòn, bạn gái của tao còn bạo lực hơn cả Hạ Thiên. Những topic nóng bỏng kia làm cho Hạ Thiên trở thành danh nhân của Đại học Giang Hải, đáng tiếc là Hạ Thiên không phải sinh viên Đại học Giang Hải, nếu không hắn sẽ là nhân vật phong vân một cõi. Diễn đàn Đại học Giang Hải náo nhiệt cả buổi chiều, mãi đến tối vẫn ồn ào náo động. Hạ Thiên thân là người trong cuộc nhưng cả buổi chiều đều nằm trên người Mộc Hàm, mãi đến tối nàng phải về thủ đô hắn mới rút quân ra khỏi doanh trại. Mục Hàm cuối cùng cũng rời khỏi kiều ra, nàng đến sân bay. Đúng lúc này ở bệnh viện phụ nhất trực thuộc đại học Giang Hải, Liễu Vân Mạn đang trực ban lập tức nhận được điện thoại của một số lạ. "Bác sĩ Liễu, lúc chị tan việc phải cẩn thận một chút, có người muốn gây bất lợi với cô." Điện thoại nối thông, Liễu Vân Mạn nghe được câu nói như vậy. "Anh là ai?" Liễu Vân Mạn nhịn không được phải hỏi lại. "Ai muốn đối phó với tôi? Tôi là ai không quan trọng." nhưng bác sĩ Liễu nên tin tôi, tôi không lừa cô, khi cô tan việc tốt nhất đừng nên đi một mình. Người bên kia nói xong câu này thì cúp điện thoại. Liễu Vân Mạn không khỏi ngẩn ngơ, nàng nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa giờ nàng sẽ tan tầm, chẳng lẽ có người muốn hại mình. Vài ngày trước có vài tên côn đồ đến tìm Liễu Vân Mạn, nhưng vài ngày sau nàng căn bản đều ở Kiều Gia, cho đến hôm nay nàng mới quay về công tác ở bệnh viện. Những ngày nay cũng không có chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ bây giờ về bệnh viện thì những người kia lại đến gây rối sao? Liễu Vân Mạn nghĩ đến đây thì cảm thấy có chút bất an, nàng trần trừ một chút rồi cầm lấy điện thoại rồi gọi điện. Khi Hạ Thiên nhận được điện thoại thì còn đang ăn tối, trước gió hắn chỉ lo lắng ăn mộc hàm, cũng chưa ăn gì, bây giờ mộc hàm đã đi, tất nhiên hắn phải ăn uống bổ sung. Khi Hạ Thiên nghe nói có người muốn đối phó với Liễu Vân Mạn thì lập tức mất hứng, tên khốn nào dám có ý với vợ hắn. Hạ Thiên nhanh chóng quét dọn đồ ăn, sau đó hắn vội vàng rời khỏi nhà chạy đến bệnh viện. Chưa đến 9 giờ thì Hạ Thiên đã đến phòng làm việc của Liễu Vân Mạn, lúc này Liễu Vân Mạn cũng đang tan tầm, khi thấy Hạ Thiên đến thì nàng mới an tâm. Hạ Thiên, chúng ta đi thôi. Liễu Vân Mạn kéo tay của Hạ Thiên rồi ra khỏi phòng làm việc. Chị Vân Mạn, ai muốn hại chị? Hạ Thiên hỏi. Tôi cũng không biết. Liễu Vân Mạn lắc đầu. Vừa rồi có người điện thoại cho tôi, cũng không biết đó là ai, người đó nói có người muốn đối phó với tôi, vì vậy tôi mới gọi cậu đến. À, dù là ai thì tôi sẽ xử lý. Hạ Thiên thuận miệng nói, trước nay hắn không buông tha cho đám người dám có ý với vợ mình. Có lẽ cũng không có gì, chắc có kẻ nào đó muốn quấy rối mà thôi. Liễu Vân Mạn cũng không hy vọng có chuyện xảy ra. Hai người sóng vai ra khỏi cửa chính bệnh viện, luật sư Vân thấy Isabella đang dừng chiếc Audi TT trước cổng, vì vậy kéo Hạ Thiên đi đến. Trong lòng nàng bùng lên ý nghĩ, nếu sớm biết Isabella đến đón, nàng cũng không cần điện thoại cho Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc này có một chiếc xe 16 chỗ dừng lại một chỗ khá gần Liễu Vân Mạn, có hai người nhảy xuống xe chạy về phía Liễu Vân Mạn. Khi thấy hai người hung hãn kia phóng đến thì Liễu Vân Mạn lập tức hiểu người lúc nãy điện thoại đến cũng không nói giỡn, quả thật có người muốn đối phó nàng, hơn nữa đối phương đã chờ sẵn trước cổng bệnh viện, chỉ chờ nàng tan tầm mà thôi chỉ là hai tên ngu ngốc này mà muốn đối phó với vợ tôi sao? Hạ Thiên nhìn hai người đàn ông phóng đến, hắn có chút mất hứng. chương 320, muốn chết hay muốn sống? Tiểu tử, muốn sống thì trách ra, còn bà nó, đừng mơ anh hùng cứu mỹ nhân, chú chưa đủ tư cách đâu. Hai tên chạy về phía Liễu Vân Mạn, một tên trong số đó vung tay chụp vào người Liễu Vân Mạn, một tên còn lại thì gầm lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhanh chóng ra chân, bàn chân đạp mạnh vào bụng tên khốn định chụp lấy Liễu Vân Mạn, người này kêu lên thảm thiết, sau đó té xuống. Đúng lúc này Hạ Thiên vung tay, sau đó hắn chụp vào cổ tên còn lại, tên kia lập tức đỏ mặt tía tai, muốn nói cũng không nên lời. Ngu ngốc, chúng mày không xem lại mình là ai, muốn bắt cóc vợ tao sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông bị mình bóp cổ. Nói đi, muốn chết hay muốn sống? Muốn sống. Người kia muốn nói nhưng không nên lời, khi Hạ Thiên nới lỏng tay hắn mới nói ra hai chữ. Không có chút sáng ý, không thể nói muốn chết à. Hạ Thiên có chút khó chịu. Chú cho rằng muốn sống thì sống sao? Hạ Thiên bóp chặt tay, người kia không thể nói được lời nào. Chú muốn sống nhưng anh không thích. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, ngón tay dùng lực, đối phương lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Lúc này Hạ Thiên buông tay, người đàn ông hôn mê lập tức té xuống hắn quay sang đá người đàn ông trên mặt đất này còn chú muốn sống hay muốn chết tôi người đàn ông dùng ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn hạ thiên hắn vừa bị đánh ngã cũng không hôn mê vì vậy thấy rất rõ tình cảnh của tên đồng bạn tôi cái gì nói đi muốn chết hay muốn sống hạ thiên có chút mất kiên nhẫn hắn lại đạp vào người đối phương á người này hét lên một tiếng đau đớn sau đó hắn vội vàng nói tôi rất muốn chết tôi rất muốn chết. Người đàn ông này đã tiếp thu bài học từ tên đồng bạn, tuy hắn rất muốn sống nhưng không dám nói, chỉ có thể gào lên muốn chết. Đối với hắn thì nếu nói như vậy, Hạ Thiên sẽ không cho hắn chết. Thì ra chú muốn chết, hèn gì dám đến bắt cóc vợ anh. Hạ Thiên ra vẻ tỉnh ngộ. Muốn chết sao không nói sớm, anh là người hảo tâm, dù ai muốn chết anh cũng thỏa mãn ý nguyện. Người đàn ông chợt sướng sốt, hắn nào có muốn chết chẳng qua chỉ không muốn dẫm vào vết xe đổ của đồng bạn mà thôi. Không, 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 tôi muốn sống, tôi muốn sống. Người đàn ông lập tức phản ứng, hắn vội vàng nói. Hạ Thiên lập tức bất mãn. Này, chú cho rằng muốn sống thì sống, muốn chết thì chết sao? Anh nói cho chú biết, chú chết chắc rồi, chết thì sao sống được, bây giờ coi như chú xong đời. Hạ Thiên không cho đối phương cơ hội nói chuyện, hắn tung một đá lên đầu đối phương, Người đàn ông lập tức mất xỉu. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh có chút chóng mặt, may mà bây giờ là buổi tối, cũng không có ai chú ý đến tình huống bên này. Dù Hạ Thiên đánh hai người bất tỉnh nhưng cũng không ai để ý. Hạ Thiên kéo Liễu Vân Mạn đi đến chiếc xe 16 chỗ cách đó không xa, hắn nói: "Chị Vân Mạn, đêm nay chúng ta xử lý đám người muốn đối phó với chị." "Hạ Thiên, thôi bỏ đi." Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không phải là Hạ Thiên nàng cũng không muốn chủ động gây chuyện. Sao bỏ được, tôi mặc kệ bọn họ là ai, muốn ức hiếp người khác là được sao? Hạ Thiên vừa nói vừa kéo Liễu Vân Mạn đi về phía chiếc xe 16 chỗ. Trong xe trống trơn, chỉ có một tài xế đang hút khói nhà xương ở phía trước. Người này không chú ý đến tình huống bên ngoài, mãi đến khi Hạ Thiên mở cửa xe thì hắn cũng không quay đầu mà mở miệng nói. Sao lâu thế? Hạ Thiên có chút mất hứng. Này, anh kia, tôi đã nhanh lắm rồi đấy. Tài xế nghe thấy một âm thanh xa lạ thì cảm thấy không đúng, hắn quay đầu lại xem và lập tức sợ hãi. Các người là ai, cương tử và nhị cầu đâu? Sao anh ngốc vậy, không phải anh muốn bắt cóc vợ tôi sao? Bây giờ vợ của tôi đã lên xe, anh còn chưa biết sao? Hạ thiên có chút khó chịu, cướp mà như thế này cũng hiếm có khó tìm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đám người nà đám đến bắt cóc vợ hắn, đúng là quá ngốc tên lái xe tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng biết rõ tình huống không đúng, hắn đột nhiên đẩy cửa muốn xuống xe. Đúng lúc này hai lỗ tai truyền đến cảm giác đau đớn, người này lập tức phát hiện mình không thể di chuyển, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại. Này, thằng ngu, chạy xe đi, chạy từ đâu đến thì về đấy, nếu không tôi xin cặp tai anh nhắm rượu. Hạ Thiên vừa nói vừa véo lỗ tai của người đàn ông xem như cảnh cáo. Vâng, đại ca, anh nói sao em sẽ làm vậy, Em sẽ lái xe ngay lập tức. Tên tài xế đáng thương không dám cãi lời, hắn đóng cửa xe, khởi động xe và chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Quận Tây thành phố Giang Hải có một quán Ba Tứ Hải, quán Ba này nhìn bề ngoài cũng giống như những quán Ba khác, nhưng giang hồ Giang Hải đều biết đây là đại bản doanh của Tứ Hải Bang. Tứ Hải Bang tự xưng là đệ nhất bang thành phố Giang Hải, người trong giang hồ ở thành phố Giang Hải chia làm hai khu, theo thứ tự là quận Đông và quận Tây. Quận Đông có vài thế lực lớn kìm hãm lẫn nhau, mà quận Tây chỉ có một ngọn cờ, tất cả mối lái làm ăn ở quận Tây đều nằm dưới sự khống chế của Tứ Hải Bang. Cảnh sát Giang Hải đều rất quan tâm đến Tứ Hải Bang, đáng tiếc là mỗi lần hành động chỉ bắt được đám lâu la, cá lớn hoàn toàn khó bắt được. Đại ca của Tứ Hải Bang là Tứ Thác Lâm, người này làm việc rất cẩn thận, dù ngẫu nhiên cũng gặp phải bất lợi nhưng luôn xử lý thỏa đáng. Trừ khi bắt được tận tay, nếu không khó thể định tội cho hắn. Bây giờ hơn 9 giờ tối, quán bà Tứ Hải rất huyên náo, dưới ánh đèn mờ và âm nhạc ẩm ý, đám nam nữ dư thừa tinh lực đang uốn éo thân thể phát tiết những thể lực dư thừa. Lúc này ở lầu hai quán bà Tứ Hải có một người đàn ông trẻ tuổi vừa uống rượu vừa quét mắt nhìn xuống đám thiếu nữ ăn mặc nóng bỏng đang nhảy nhót bên dưới. Hôm nay cũng giống như ngày thường, hắn đang tìm con mồi vừa ý, những con mồi như vậy xuất hiện trong quán ba thường khó thoát khỏi bàn tay hắn. Người đàn ông cảm thấy rất tâm tức, những ngày nay, thằng nhỏ của hắn thường rất cao có, đôi khi lửa dục thiêu đốt nhưng thằng em vẫn, ỉu xìu. Nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể đưa ra được một nguyên nhân, sau khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành kia thì hắn biến thành bộ dạng như bây giờ. Đối với người đàn ông này thì có lẽ người phụ nữ kia đẹp hơn tất cả những phụ nữ đã từng nằm dưới người hắn, vì vậy bây giờ hắn tìm gái đều luôn so sánh với người phụ nữ kia, cuối cùng làm cho thằng nhỏ không hứng thú, không phát huy lực chiến thằng em, đã nói cho hắn biết, chỉ khi bắt được người phụ nữ kia thì lực chiến của hắn mới quay về đúng chỗ. Chú nhỏ ơi là chú nhỏ, sẽ đến lúc chú thi thố tài năng ngay thôi. Người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu liếc mắt nhìn sàn nhảy bên dưới, sau đó hắn xoay người vào phòng. Gian phòng này chính là hang ổ của hắn, tất cả con mồi đều phải quằn quại rên gì ở đây. Tiếng đập cửa vang lên, ánh mắt người đàn ông có chút đắc ý, hắn biết người phụ nữ kia sắp xuất hiện trước mắt mình vào đi. Người đàn ông ngồi trên mặt ghế mát xa, hắn bắt chéo chân rồi lười biếng nói. Cửa phòng mở ra, một tên đàn ông sợ hãi xuất hiện trước cửa. Lô thiếu ra, người đến. Sau lưng người đàn ông ngoài cửa là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Khi thấy người phụ nữ thì tên đàn ông trẻ tuổi cảm thấy thỏa mãn, hắn phất tay. Tốt lắm, chú lui ra. Vâng, lô thiếu ra. Người đàn ông kia giống như được đại xá, hắn xoay người muốn bỏ đi. Nhưng một giây sau người đàn ông đứng ngoài cửa đã hét lên thảm thiết, thân thể phóng lên, sau đó đập mạnh lên người tên đàn ông ở trong phòng. Ngu quá, không cần đi, các chú ở lại chịu chết là vừa. Một giọng nói mất hứng truyền vào, lúc này vẻ mặt tên đàn ông trẻ tuổi cũng biến đổi, hắn chợt phát hiện, đứng cùng người phụ nữ xinh đẹp còn có một tên đàn ông khác, mà tên đàn ông kia chính là tên khốn đã đánh hắn bất tỉnh trên đường ngày nào. Là mày tên đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đàn ông ngoài cửa. Tao đang tìm mày khắp nơi, không ngờ mày tự động đến cửa. Tốt, đêm nay ông chơi con đàn bà của mày trước mặt mày. Còn tưởng thằng heo nào đám có ý với vợ tao, thì ra là mày. Tên đàn ông ngoài cửa tất nhiên là Hạ Thiên, mà người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh hắn là Liễu Vân Mạn, nhưng Hạ Thiên không ngờ kẻ dám có ý với Liễu Vân Mạn chính là tên khốn chạy chiếc BMW vài ngày trước. Người này tự xưng là Lô Tử Minh, còn nói cha hắn là lô tác lâm tất nhiên hai cái tên này hạ thiên chưa từng nghe qua lô thiếu gia tiểu tử này đánh nhau rất giỏi người đàn ông còn nằm trên mặt đất cố gắng nhịn đau nói giỏi đánh nhau thì sao trong quán ba này đều là người của ta lô tử minh cười nhạt một tiếng sau đó hắn dùng ánh mắt đắc ý nhìn hạ thiên tiểu tử đúng là thiên đường có lối không đi địa ngục không mở cửa mà lại mò vào đêm nay tao không chơi vợ mày tao không phải là lô tử minh. Thằng ngu, hạ thiên nhảy dựng lên, sau đó hắn nhảy lên người lô tử minh, hai chân liên tục dẫm xuống. Mày là thái giám mà còn dám có ý với vợ tao, xem ra chỉ còn cách đánh chết mới hết nợ. Lô tử minh liên tục kêu gào, hắn muốn giữ chân hạ thiên, đáng tiếc là không thành công. Mà người đàn ông nằm trên mặt đất vất vả lắm mới đứng lên lại trợn mắt há mồm, đây là cái gì, ảo thuật sao? chương 321, cảnh sát quấy rối Mau đi gọi người. Lô Tử Minh nhịn đau, hắn mắng tên đàn ông ở bên cạnh. Người đàn ông này cuối cùng cũng có phản ứng, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Liễu Vân Mạn lập tức có chút nôn nóng, nàng ngáng chân, người đàn ông đáng thương vì hốt hoảng mà không phát hiện ra bàn chân Liễu Vân Mạn, vì vậy hắn lập tức ngã nhào. Chị Vân Mạn, ra đòn rất tốt, không hổ danh là vợ tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói hạ thiên đừng đùa nữa chúng ta đi thôi liễu vân mạn thấy hạ thiên còn đang dẫm lên người của lô tử minh thì không khỏi thúc giục không sao tôi muốn đùa chết người này hạ thiên cũng không muốn đi tên ngốc này muốn chơi vợ hắn hắn không đùa giỡn đối phương chết ngất thì có lỗi với vợ mình mày mày có biết tao là ai không á à, lô tử minh bắt đầu uy hiếp hạ thiên cha tao là lô tác lâm ông ấy sẽ không bỏ qua cho mày phải không Hạ Thiên nghe nói như vậy thì dừng chân. Vậy thì mày mau gọi điện thoại cho cha đi, nói rằng cha con đồng tâm, gọi cha đến đây cùng chết cho vui. Ngon thì đứng đó mà chờ. Lô Tử Minh lấy điện thoại ra, hắn gọi điện thoại cho cha mình. Ba, con đang ở quán Ba Tứ Hải, ba mau đưa người đến đây, con bị người ta bắt cóc, á. À. Lô Tử Minh nói đến đây thì hét lên thảm thiết, Hạ Thiên dẫm hai chân lên người làm hắn gãy mất hai cây xương sườn. Thằng ngu, tao và mày không thể đánh đồng được, tao đáng giá bắt cóc mày sao? Hạ thiên giẫm gãy hai xương sườn của lô tử minh mà vẫn còn cảm thấy khó chịu, sau đó hắn giẫm lên mặt làm đối phương gãy mất vài cái răng, sau đó mới nhảy xuống. Hạ thiên đi đến bên cạnh liễu vân mạn, hắn dùng tay ôm eo nàng rồi cười hì hì hỏi. Chị vân mạn, tên ngu ngốc này chơi đùa rất vui, chỉ có muốn đùa giỡn một chút không? Liễu vân mạn nhìn lô tử minh với nửa mặt xương vù, khóe miệng chảy máu tươi và vẫn còn nằm trên ghế mát xa không thể đứng lên nàng không khỏi lắc đầu cười khổ hạ thiên nếu tiếp tục thì hắn chết mất chị vân mạn tôi muốn đùa cho hắn chết hạ thiên ra vẻ đương nhiên hạ thiên giết người là phạm pháp liễu vân mạn không nhịn được phải nói người này không có chút ý thức pháp luật nào sao chị vân mạn thằng ngu này muốn bắt cóc chị tôi đang phòng vệ hạ thiên có đầy đủ lý do Đúng lúc này tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar đã ngừng lại, sau đó là một tình cảnh huyên náo. Tất cả không được nhúc nhích, cảnh sát đây. Ngồi xổm xuống, đưa hai tay lên đầu. Đứng lại, ai cho mày chạy? Hạ Thiên nghe được những âm thanh này mà có chút buồn bực, đâu ra đám cảnh sát quấy rối như vậy? Xem ra Hạ Thiên không thể chậm rãi đùa chết Lô Tử Minh, vì vậy hắn lấy ra một cây ngân châm đâm vài cái lên người Lô Tử Minh. Tiếng bước chân dồn dập vang lên vài cảnh sát xông vào phòng, người đi đầu quát lớn. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Hạ Thiên nghe được âm thanh này thì rất bất mãn. Này, Hoàng An Bình, chú cần ăn đòn sao? Người dẫn đầu đám cảnh sát là Hoàng An Bình, hắn cũng ngây người, ngay sau đó vung tay. Đều buông súng. Hoàng An Bình cũng hạ súng, sau đó hắn dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, sao cậu lại ở đây? Tôi còn đang muốn hỏi vì sao anh đến đây? Hạ Thiên tức giận nói: "Tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát, nói trong chỗ này có một cô gái bị bắt cóc, sợ rằng sẽ bị làm nhục." Hoàng An Bình nhìn Liễu Vân Mạn, hắn cũng không dám nói hết câu. "Tên ngốc nào báo cảnh sát?" Hạ Thiên có chút mất hứng. "Thôi được, tên ngốc này muốn bắt vợ tôi, các anh bắt hắn lại đi, tôi đi." Hạ Thiên định chậm rãi đùa chết Lô Tử Minh, cũng thuận tiện chờ cha Lô Tử Minh là Lô Tác Lâm đến, sau đó cũng đùa chết Lô Tác Lâm nào ngờ Hoàng An Bình chen ngang, vì vậy đành phải bỏ qua. Cảnh sát Hoàng, có phải là một người đàn ông báo cảnh sát không? Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, bác sĩ Liễu, sao chị biết? Hoàng An Bình không khỏi hỏi. Trước khi tôi tan tầm cũng có người điện thoại đến nhắc nhở, cũng là một người đàn ông, tôi nhận được điện thoại của anh ta mới gọi Hạ Thiên đến đưa về nhà, nếu không đã thật sự bị bắt đến nơi này. Liễu Vân Mạn giải thích thì ra là như vậy. Hoàng An bình khẽ gật đầu, hắn xem như biết được đại khái có chuyện gì xảy ra. Đây là có người muốn bắt cóc Liễu Vân Mạn nhưng cũng có người sớm nhận được tin, vì vậy thông báo cho Liễu Vân Mạn, sau đó Liễu Vân Mạn và Hạ Thiên đến tính sổ với Lô Tử Minh, người kia lại cho rằng Liễu Vân Mạn thật sự bị bắt cóc, vì vậy điện thoại báo cảnh sát. Xem ra người này rất quan tâm đến Liễu Vân Mạn, hơn nữa còn rất quen thuộc tình huống của tứ hải bang. Chẳng lẽ là hắn trong đầu Hoàng An Bình chợt lóe lên một luồng linh quang, người kia có địa vị khá cao ở Tứ Hải Bang, hơn nữa còn quen biết Liễu Vân Mạn, giọng nói trong điện thoại cũng khá giống. Phát hiện này làm cho Hoàng An Bình có chút hưng phấn, nếu thật sự là người kia, hắn sẽ có điểm đột phá để đánh vỡ Tứ Hải Bang. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một cảnh sát sau lưng Hoàng An Bình khẽ hỏi. Đưa hai người này ra ngoài. Hoàng An Bình cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn ra le. Hoàng An Bình xoay người ra khỏi phòng, hắn phát hiện Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đã đi xuống dưới lầu. Đúng lúc này lại có một đám người từ bên ngoài quán bar đi vào, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, tướng mạo có chút nhã nhặn, còn đeo một cặp kính mắt. "Đội trưởng, Lô Tác lâm đến." Một cảnh sát không nhịn được phải nhắc nhở. "Biết rồi, tôi thấy rồi." Hoàng An Bình tức giận nói, sau đó hắn vung tay. "Đi, xuống xem tình hình, không có lệnh của tôi." không được ai nói lung tung. Hoàng An Bình bắt đầu xuống lầu, mà Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn cũng đi đến trước mặt Lô Tác Lâm. Ủa, đây không phải Liễu tiểu thư sao? Một tên đầu chọc sau lưng Lô Tác Lâm nhìn thấy Liễu Vân Mạn thì ánh mắt sáng lên. Là các người. Liễu Vân Mạn cũng biết đối phương, đây không phải tên đầu bóng mà trước đó đã kéo đàn em đến nhà nàng hà? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Chị Vân Mạn, chị biết tên đầu bóng chết bầm này sao? Một câu đầu bóng chết bầm giống như ném đá vào tổ ong vào vẻ, đám người phía sau mắng lớn. Tiểu tử, mày nói gì? Hừ, muốn chết hả mày, dám nói vậy với lưu manh ca sao? Anh em, làm thịt nói đi. Câm mồm. Một tiếng hét trầm thấp dẹp tan những lời huyên náo của đám lưu manh, mở miệng là người đàn ông trung niên nhã nhận, hắn cười nhạt với Liễu Vân Mạn. Vị này là bác sĩ Liễu sao? Tôi là Lô tác Lâm. a à, thì ra đây là lô tác lâm ngu ngốc con của ông sắp chết ông nên đi theo là vừa hạ thiên thuận miệng nói hạ thiên nói ra những lời này thì cả quán ba chờ kinh ngạc tiểu tử này trâu chó vậy sao dám nói đại ca tứ hải bang đi tìm chết dù là cục trưởng cục công an cũng không dám nói như vậy cậu thanh niên nói chuyện cũng phải biết lựa lời có câu nói hỏa từ miệng mà ra lô tác lâm nhìn hạ thiên giọng nói của lão có chút lạnh lẽo không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có kẻ nào dám nói trước mặt lão như vậy đúng vậy hỏa từ miệng mà ra hạ thiên cười hì hì tôi chỉ mới mở miệng thì tai hỏa của ông đã đến tôi nói con ông sắp chết như vậy hắn sẽ chết con của ông còn trẻ như vậy mà chết ông già rồi sống sao nổi ông thấy có đúng không vì vậy ông cũng sắp theo con của mình rồi cậu thanh niên ai cũng có thể mạnh miệng tôi khuyên cậu một câu thưa dịp cảnh sát còn có mặt ở đây cậu tranh thủ đưa bạn gái đi ra không cần gây chuyện lô tác lâm thản nhiên nói sau đó lão không quan tâm đến hạ thiên mà quay sang nhìn hoàng an bình cảnh sát hoàng không biết con tôi phạm tội gì sao anh đưa nó đi lô tiên sinh con của ông khả nghi bắt cóc tôi cần đưa về cục điều tra hoàng an bình dùng giọng không kêu nghẹ oi không xu nịnh nói cảnh sát hoàng bộ dạng con tôi như vậy mà coi là tình nghi bắt cóc sao Tôi hy vọng các anh có thể bắt người làm tổn thương con tôi lại." Giọng nói của Lô Tác Lâm có chút lạnh lùng. "Cảnh sát Hoàng, nếu người nhà của tôi có chuyện không may, như vậy cũng có người nhà của kẻ khác gặp chuyện không may." Ông đang uy hiếp tôi sao? Vẻ mặt Hoàng An bình biến đổi, Lô Tác Lâm này quá kiêu ngạo. Lô Tác Lâm lắc đầu. "Cảnh sát Hoàng, tôi chỉ tin nhân quả báo ứng mà thôi, nếu anh không tin thì chịu thôi." trên đời này nếu thật sự có nhân quả báo ứng thì cha con các người còn sống đến bây giờ sao? Hoàng An Bình cười lạnh một tiếng. Lô Tắc Lâm, ông uy hiếp người khác còn được, ông uy hiếp tôi, như vậy ông sai rồi. Hoàng An Bình tôi là người đã từng chết một lần, sẽ không sợ chút uy hiếp nho nhỏ đó. Cảnh sát Hoàng, tôi đã nói rồi, tôi không uy hiếp anh, tôi là người làm ăn, sao có thể uy hiếp người khác? Lô Tắc Lâm lắc đầu. Không thì tốt. Hoàng An Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn vung tay. "Đưa người đi." Hạ Thiên ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được. "Hoàng An Bình, sao anh ngốc vậy? Tên ngu ngốc kia sắp toi rồi, anh mang về cục cảnh sát làm gì?" Đám cảnh sát nhìn Hạ Thiên, thầm nghĩ không biết nói gì hơn. Đám người này trước kia đều là thủ hạ của Lãnh Băng Băng, vì vậy ai cũng biết Hạ Thiên, nhưng bọn họ cảm thấy người này không những hùng mạnh bình thường. Trước đó khi lãnh băng băng còn công tác ở đội cảnh sát hình sự số 6, người này hầu như mỗi ngày đều đến cua gái. Bây giờ Hoàng An Bình là đội trưởng, tuy Hoàng An Bình không dễ đùa giỡn nhưng vẫn bị người kia gian dậy. Hạ Thiên, cậu nói thật sao? Hoàng An Bình cuối cùng cũng coi trọng những lời nói này của Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên đã nói Lô Tử Minh sắp chết, hắn cho rằng Hạ Thiên chỉ nói giỡn. Nhưng bây giờ xem ra Hạ Thiên không nói tùy tiện, sự việc là thật, nếu Hoàng An Bình còn tiếp tục đưa về cục cảnh sát, nếu chết người thì phiền toái lớn. Chương 322, Isabella lại bị phạt. Nếu không phải xem anh là tiểu đệ, tôi sẽ chẳng nói. Hạ Thiên bĩu môi, hắn ôm Liễu Vân Mạn đi ra bên ngoài. Khi hắn đi qua Lô Tác Lâm thì lấy ngân châm dùng tốc độ tia chớp đâm lên vài cái, sau đó hắn rời khỏi quán ba điểm nhiên như không. Đám cảnh sát lập tức chóng mặt, thì ra đội trưởng là tiểu đệ của Hạ Thiên hèn gì đối phương dạy bảo mà không dám phản bác tra rõ chi tiết về tiểu tử kia lô tác lâm khẽ nói với lưu hoàng lúc này lão đã biết thân phận hạ thiên không tầm thường ngay cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự còn là tiểu đệ của hắn người này có bình thường không vâng đại ca lưu hoàng lên tiếng cảnh sát hoàng anh có đưa con tôi đi nữa không lô tác lâm quay đầu nhìn hoàng an bình lão trầm giọng nói hoàng an bình nhìn bóng lưng hạ thiên hắn khẽ nhíu mày, hắn không muốn yếu thế trước mặt Lô Tác Lâm, nhưng hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên. Hoàng An Bình cắn răng rồi vung tay. Thả người, thu đội. Hoàng An Bình vội vàng dẫn thuộc hạ rời khỏi quán ba, nếu Lô Tử Minh thật sự bị Hạ Thiên động tay động chân và một lát nữa sẽ chết, như vậy hắn cần bỏ đi cho nhanh. Đại ca, tình hình của Lô Thiếu ra có lẽ không xong, đã hôn mê bất tỉnh. Hoàng An Bình nghe sau lưng truyền đến tiếng hô lớn, hắn càng xác nhận mình rời khỏi nơi này là sáng suốt lúc này vẻ mặt lô tác lâm đã trở nên âm trầm mau đưa nó đến bệnh viện đám người vội vàng đưa lô tử minh lên xe khi đang chuẩn bị lái xe đến bệnh viện thì một người hô lên kinh hoàng nguy rồi lô thiếu gia đã ngừng thở cái gì lô tác lâm nghe nói như vậy thì vẻ mặt biến đổi lớn lúc này lão cũng cảm thấy choáng váng một giây sau cũng hôn mê bất tỉnh Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn mới ra khỏi quán bar thì một chiếc Audi TT dừng ở bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, một giọng nói từ bên trong truyền ra. "Trông nhỏ, mau lên xe." Tuy đây là một giọng nói cực kỳ quyến rũ và không quá chuẩn nhưng Hạ Thiên vừa nghe thì nhận ra đó là Isabella. Liễu Vân Mạn kéo cửa xe bước lên trước, Hạ Thiên lại kéo cửa trước, hắn ngồi xuống vị trí tay lái phụ, ngay sau đó hắn kéo Isabella nằm lên đùi mình. Isabella biết rất rõ Hạ Thiên sẽ làm gì vì vậy nàng chủ động ưỡn cặp mông khêu gợi lên. Đét, đét, Hạ Thiên không khách khí vỗ hai cái lên cặp mông lớn của nàng, Isabella rất biết cách phối hợp, nàng rên rỉ. Ư ư, các người làm gì vậy? Liễu Vân Mạn cảm thấy nóng mặt, hai người này đúng là không ra gì, làm những chuyện như vậy trước mặt mình sao? Hi hi, Vân Mạn, bạn ghen sao? Isabella lại ngồi về vị trí, nàng khởi động xe rồi nói. Ai ghen, mình sợ bạn bị cảnh sát phát hiện ra có rất nhiều cảnh sát ở đây liễu vân mạn tức giận nói hạ thiên đón lời không sao dù bọn họ phát hiện cũng sẽ không bắt người isabella là vợ tôi hoàng an bình nào dám bắt chồng cậu thật lợi hại isabella cười quyến rũ với hạ thiên tất nhiên tôi luôn lợi hại nhất hạ thiên chưa từng biết khiêm tốn là gì được rồi isabella bạn lái xe đi có chuyện gì để về nhà rồi nói. Liễu Vân Mạn thúc giục. Hi hi, được. Isabella cũng không tiếp tục biểu hiện nét phong tình của mình với Hạ Thiên, nàng nhấn chân ga, xe chạy đi như bay. Ba người quay về khu dân cư danh điển, khi Liễu Vân Mạn về đến nhà thì đã là 10 giờ. "Chị Isabella, chị đến đây khi nào?" Hạ Thiên kéo Isabella ngồi xuống ghế salon, hắn mở miệng hỏi. "Hi hi, tôi đến được vài ngày rồi." Isabella cười hì hì nói. Isabella vừa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên kéo sắp lên đùi, sau đó vỗ xuống cặp mông đầy đặn. Chị Isabella, chị đã đến vài ngày mà không nói với tôi, tôi muốn trừng phạt chị. Hạ Thiên bất mãn nói. Isabella vẫn ghé người lên đùi Hạ Thiên, nàng ngửa người lên rồi nghiêng đầu cười quyến rũ với hắn. Trông nhỏ, cậu muốn trừng phạt thế nào? Đã nói không được phép cho vào chữ nhỏ. Hạ Thiên vỗ vào mông lớn của Isabella. "Trông nhỏ, người ta muốn cậu trừng phạt." Giọng nói của Isabella cực kỳ quyến rũ, rõ ràng mang theo hương vị hấp dẫn. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh đã không thể nhìn được, nàng vội vàng đứng lên đi vào phòng tắm. "Mình đi tắm trước." Khoảnh khắc khi đóng cửa phòng thì Liễu Vân Mạn không nhịn được nhìn ra ngoài ghế salon, nàng thấy bàn tay của Hạ Thiên đang bóp mông của Isabella, mà bên tai nàng còn vang lên tiếng rên rỉ của Isabella chồng nhỏ, ôm chị vào phòng, sau đó làm gì chị cũng được. Isabella núng nịu nói. Hạ thiên bế Isabella lên, sau đó hắn đi vào phòng ngủ của Liễu Vân Mạn. Isabella dùng chân khép cửa phòng, sau đó nàng bị hạ thiên ném lên giường. Chồng nhỏ, cậu muốn làm gì chị? Isabella ra vẻ cực kỳ sợ hãi, nàng lại dùng tay khẽ vuốt ve lên đùi cực kỳ mê người, thân thể còn khẽ uốn éo. Hạ thiên không khỏi nhớ đến tình cảnh ở khách sạn ngày trước, Giọng nói có chút khô khốc. "Chị Isabella, chị không nghe lời, vì vậy tôi muốn đánh mông chị." Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì đã nhào lên người Isabella. Lúc này Hạ Thiên dùng ba phương pháp áp dụng lên người Isabella, trước tiên là đánh đòn, sau đó cởi sạch quần áo, cuối cùng dùng một phương pháp đặc biệt để ra vào liên tục. Isabella cực kỳ phối hợp, nàng lớn tiếng rên rỉ, lớn tiếng kêu gào, sợ người khác không nghe được. Không thể nghi ngờ những động tĩnh lớn của nàng chắc chắn sẽ kinh động đến Liễu Vân Mạn, vì Liễu Vân Mạn còn chưa tiến vào nơi đây, đây là phòng ngủ của nàng. Một lúc lâu sau Isabella ghé sát vào người Hạ Thiên không còn chút sức lực, nàng nói nỉ non một câu. "Chồng, cậu lợi hại thật đấy." "Đó là đương nhiên, tôi luôn lợi hại nhất." Hạ Thiên vẫn không khiêm tốn, hai tay hắn vẫn còn đang xoa nắn cặp núi của Isabella, trong lòng rất tán thưởng, dáng người của chị Isabella quá mướt. Hi hi, chồng, cậu đã lên giường với Vân Mạn chưa? Isabella đột nhiên hỏi dò. Tôi đã ngủ một đêm với chị Vân Mạn. Hạ Thiên mở mắt nói. Vậy dáng người của chị ngon hơn hay Vân Mạn ngon hơn? Isabella lại hỏi. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng. Tôi chưa cởi quần áo của chị Vân Mạn. Phi. Isabella cười thành tiếng. Chồng, cậu cứ như vậy mà ngủ một đêm với Vân Mạn sao? Không được cười. Hạ Thiên có chút bất mãn. Nếu cười tôi sẽ đánh mông chị. Được thôi, hình như người ta còn chưa nhịn được, chồng này, sao cậu lại thật thà như vậy? Isabella cười khanh khánh, sau đó nàng đã rên rỉ, Hạ Thiên đang bị nàng giễu cợt lập tức tiến vào người nàng để báo thù, một phương pháp đặc biệt. Nửa ngày sau Isabella đã bắt đầu dùng giọng trầm thấp nói. Không cần nửa, chồng à, cậu đi tìm Vân Mạn, ư ư. Chồng, Chị không dám cười cậu nữa, ư. Ừ. Chồng, chị khó chịu quá. Lại nửa giờ trôi qua, cuối cùng Isabella mới biết hậu quả khi diếu cợt Hạ Thiên. Nàng nằm co quắp, toàn thân không còn chút sức lực, ngay cả chút sức động đậy ngón tay cũng không, thậm chí cũng không còn sức để nói. Hạ Thiên hài lòng nhìn chiến tích cưới ngựa của mình. Sau này không cho phép diếu cợt tôi, tôi là chồng chị, chị không được cười tôi. Chị Isabella, chị nghe rõ chưa? Rõ rồi. Isabella dùng giọng mất hết sức lực nói nàng đã bị hắn hoạt động gần chết không nghe rõ sao hạ thiên gật đầu thỏa mãn hắn ôm Isabella vào long sau đó nhắm mắt bắt đầu tiến vào giấc mộng đẹp bây giờ mình cũng hoài nghi có phải là sát thủ không nữa Isabella thì thảo nói nếu nàng là sát thủ thì sao có một người đàn ông dám ôm nàng ngủ như vậy tuy bây giờ Isabella đã không còn ý nghĩ muốn giết hắn nhưng tình cảnh cũng quá kỳ cục Đối phương căn bản không xem một sát thủ như nàng ra gì sao? "Này, trông tỉnh lại, chị muốn giết cậu." Isabella khôi phục lại chút sức lực, trong đầu nàng có chút ý nghĩ đùa giỡn. Hạ Thiên không có phản ứng, hắn vẫn nằm ngủ. "Quá thất bại." Isabella có chút buồn bực, kiếp sau nàng sẽ không làm sát thủ. Isabella có những suy nghĩ rối loạn, cuối cùng nàng cũng không gắng gượng được, nàng ngủ say trong lòng Hạ Thiên sau vài trận chiến long trời lở đất thì hạ thiên và isabella ngủ rất ngon mà liễu vân mạn thì cả đêm khó ngủ khi nàng tắm xong chuẩn bị vào phòng ngủ thì nghe được những âm thanh quái dị từ bên trong truyền ra ngay sau đó nàng đã hiểu nguyên nhân sau đó nàng vội vàng trốn sang một gian phòng khác liễu vân mạn nghe những âm thanh rên rỉ run người không kiêng nể của isabella nàng tìm mọi cách để không nghĩ về vấn đề nhưng đó là giường của nàng đáng lý phải là nàng nằm lên tại sao bây giờ một người phụ nữ khác lại cùng ân ái với người đàn ông của nàng? Phi phi phi, nghĩ gì thế? Liễu Vân Mạn cảm thấy đỏ bừng mặt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng thật sự cần đàn ông vậy sao? Nhưng những ảo tưởng lại khó thể rời khỏi đầu Liễu Vân Mạn, tối hôm đó nàng nằm mơ rất nhiều, trong mơ nàng thấy cô cô và Hạ Thiên nằm trên giường mây mưa cuồng loạn, ngay sau đó lại thấy Hạ Thiên hoạt động với Isabella. Cuối cùng cũng không phải là cô cô và Isabella, đó chính là nàng. Liễu Vân Mạn phát hiện ra điều này mà mở bừng mắt, nàng đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có người, vì vậy mà càng hoảng sợ, vì vậy thét lên. Á. À, Chương 323, người huấn luyện của Isabella. Liễu Vân Mạn đột nhiên hét lên, người ở bên cạnh nàng cũng hoảng sợ. Vân Mạn, bạn làm sao vậy? Người này là Isabella, nàng còn tưởng rằng có kẻ địch tiến vào, vì vậy mà vô thức chuẩn bị rút súng, nhưng khi quay đầu nhìn ngoài Liễu Vân Mạn vừa ngồi dậy bên giường thì không còn ai khác. Liễu Vân Mạn dụi mắt, cuối cùng nàng thấy Isabella ở bên giường, vì vậy mà không khỏi thở phào. Isabella, là bạn sao? Mình còn tưởng trộm vào nhà. Liễu Vân Mạn lắc lắc đầu với những suy nghĩ hỗn loạn, nàng ngáp một cái rồi nói. Isabella, bạn vào đây làm gì? Mình đến gọi bạn thức dậy. Isabella cũng ngáp một cái. Mình đói bụng quá, muốn bạn làm mì ăn. Liễu Vân mạn thẩm oán Isabella, tối qua rên cho lắm vào, bây giờ tiêu hao nhiều thể lực, còn không đói bụng sao. Liễu Vân mạn nghĩ đến vấn đề bạn mình tối qua cùng quan hệ với chồng mình, bây giờ còn muốn nàng làm bữa sáng, nàng có chút khó chịu. Nàng quyết định chút nữa sẽ cho ớt vào mì, phải cho yêu tinh cướp chồng bị cay chết. Liễu Vân mạn lại cảm thấy không đúng, nàng phải xem xét lại, người đàn ông này bây giờ cũng không phải của nàng, bây giờ hắn là của cô cô xinh đẹp của nàng, nàng có tính là cướp chồng của cô không liễu vân mạn nghĩ đến vấn đề bên cạnh hạ thiên có nhiều phụ nữ mà trong lòng có chút bực bội nhưng dù nàng có nghĩ thế nào thì phải đợi bỏ ớt vào mì cái đã liễu vân mạn đánh răng rửa mặt sau đó nàng đi vào nhà bếp nấu mì nàng làm ba tô mì sau đó còn cố ý bỏ nhiều ớt vào một tô trước tiên nàng đưa nó đến cho isabella hạ thiên thức dậy ăn sáng thôi liễu vân mạn gõ vào cửa phòng ngủ vài lượt sau đó nàng đến nhà bếp lấy mì ra. Khi nàng đi đến bàn ăn thì phát hiện Isabella đã tiêu diệt hơn một nửa tô mì. "Vân Mạn, tài nấu nướng của bạn có tiến bộ rồi đấy, sáng nay ăn ngon hơn hẳn." Khi thấy Vân Mạn đến thì Isabella lập tức tán dương. Liễu Vân Mạn có chút buồn bực, chẳng lẽ Isabella không thấy cay sao? Khi thấy Isabella ăn uống cực kỳ vui vẻ thì Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. "Bạn không biết cay sao?" Cay à, có cay đâu. Isabella có chút kỳ quái. Để mình thử. Liễu Vân Mạn cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ mình bỏ ớt sai. Liễu Vân Mạn giành lấy và thử một miếng mì của Isabella, nàng lập tức ho khan, tranh thủ thời gian chạy đi rót nước, sau khi uống nửa ly mới đỡ được một chút. Sau đó nàng nhìn Isabella đang ăn mì say xưa mà trong lòng hối hận vì bỏ ớt cho đối phương. Rõ ràng Isabella không sợ cay, ngược lại còn thích ăn cay, nàng bỏ thêm ớt chẳng qua chỉ thỏa mãn sở thích của đối phương. Chị Vân Mạn, chị Isabella, các chị thức dậy sớm vậy sao? Hạ Thiên từ phòng ngủ đi ra, hắn ngáp một cái, tối qua ngủ hơi muộn, bây giờ đối với hắn mà nói thì vẫn còn hơi sớm, vừa mới đến 7 giờ. Chồng, mau đánh răng rửa mặt, chúng ta hưởng dụng bữa sáng. Isabella cười hì hì nói, nghe nói như vậy thì Liễu Vân Mạn cũng có chút buồn bực, Isabella đúng là cướp công của nàng, chỉ sau khoảnh khắc đã cướp mất nửa phần công. Là mình làm bữa sáng. Liễu Vân Mạn quyết định không cho Isabella cướp công. Isabella cười hì hì. Là mình đánh thức bạn, nếu không sao bạn có thể thức dậy làm bữa sáng. Đối với những lý lẽ cường đạo thế này, Liễu Vân Mạn xem như không còn cách nào phản bá. Lúc này Liễu Vân Mạn mới phát hiện ra cường đạo và sát thủ cũng không khác gì nhau. Đợi lát nữa bạn phải rửa chén. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng nghĩ ra được một biện pháp đối phó với Isabella. Tốt, Isabella một lời đáp ứng. Audio điện tử võ tấn bền. Nhưng vài phút sau, khi Liễu Vân Mạn nghe thấy những tiếng loảng xoảng ở nhà bếp, nàng biết cho Isabella rửa chén cũng là sai lầm. Người này rửa ba tô mì nhưng bể mất hai tô, cũng không biết đối phương làm sát thủ thế nào, rửa chén mà cũng không xong, không biết có phải đang cố ý không. Cuối cùng Liễu Vân Mạn cũng chỉ có thể tự mình vào phòng bếp thu dọn tàn cục, đợi đến khi dọn sạch mọi thứ thì đã đến 8 giờ, nàng chuẩn bị đi làm. Isabella chủ động đề nghị chở Liễu Vân Mạn đi làm, tất nhiên Liễu Vân Mạn sẽ không từ chối, mà Hạ Thiên cũng theo hai nàng rời khỏi khu danh điển. Isabella, bạn đến Giang Hải được vài ngày rồi, rốt cuộc bạn đến đây làm gì? Liễu Vân Mạn ngồi trong xe, cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải nói. Không có gì, mình chỉ đến tìm chồng thôi. Isabella cười hì hì nói. Liễu vân mạn có chút buồn bực. Nhưng bạn là tội phạm đang bị truy nã, chẳng lẽ cứ mãi sống lén lút vậy sao? Mình là tội phạm truy nã ở khắp nơi, có gì là lạ. Mình đã quen với cuộc sống như vậy, cũng không có gì. Isabella không quan tâm, đối với một sát thủ thì cuộc sống lén lút như vậy chỉ là bình thường. Liễu vân mạn cũng không biết hỏi gì thêm nàng không biết vì sao Isabella lại đột nhiên trở thành sát thủ. Tất nhiên nàng không hiểu vì sao Isabella lại lên giường với Hạ Thiên, bọn họ mới ở với nhau được vài ngày thôi mà. Xe đến bệnh viện rất nhanh, Liễu Vân Mạn xuống xe đi làm, mà Hạ Thiên thì vẫn ở trong xe với Isabella. Chồng, chúng ta đi đâu đây? Isabella hỏi. À, tôi chuẩn bị đến xem chị Hinh. Hạ Thiên nhớ đến một vấn đề, đã vài ngày hắn chưa đến thăm tôn Hinh Hinh. Ngày hôm qua hắn cùng Kiều Tiểu Kiều đến trường, cũng không có thời gian đến cửa hàng hoa thăm Tôn Hinh hình, Vì vậy hôm nay hắn quyết định đến xem tình hình. Như vậy chị không đi cùng cậu được rồi. Isabella có chút thất vọng, nàng lại chuyển chủ đề. Chồng, chị có một vấn đề cần hỏi cậu. Vấn đề gì? Hạ Thiên cũng không vội vàng xuống xe. Bây giờ còn sớm, không biết chị Hinh đã đi làm chưa. Chồng, chị nghe Vân Mạn nói trước kia cậu sống trên núi phải không? Isabella ra vẻ tùy tiện hỏi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy. Ngọn núi kia ở đâu? Isabella hỏi tiếp. Hạ Thiên nhìn chầm chầm vào Isabella, sau đó hắn cười hì hì nói. Chị Isabella, ngọn núi kia, sau này tôi sẽ cho chị biết. Sao lại phải sau này? Isabella có chút hờn dỗi. Sao không cho chị biết bây giờ? Vì nếu tôi cho chị biết, chị nhất định sẽ nói cho người khác biết hạ thiên cười hì hì nói sao isabella khẽ hô to một tiếng sau đó nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn isabella chồng cậu biết rồi sao chị isabella là sư tỷ xinh đẹp nói chị đến tìm tôi sao hạ thiên cười hì hì hỏi isabella có chút mơ hồ chồng sư tỷ gì cậu có sư tỷ sao chính là ngải vi nhi của ám ảnh đoàn đấy hạ thiên giải thích sao Isabella lúc này càng thêm kinh ngạc. Chị ấy là sư tỷ của cậu sao? Đúng vậy, chị ấy là sư tỷ của tôi, cũng là vợ tương lai của tôi. Hạ thiên nghiêm trang gật đầu. Isabella chợt ngẩn ngơ, nếu nói Ngải Vi Nhi là sư tỷ của Hạ thiên thì còn đáng tin. Nhưng nếu nói Ngải Vi Nhi là vợ của hắn, điều này không thể tin. Theo nàng được biết thì Ngải Vi Nhi rất căm ghét đàn ông. Chị Isabella, chị nói cho vợ sư tỷ xinh đẹp của tôi biết, chị ấy muốn biết chỗ ở của sư phụ tôi, như vậy phải tự mình đến tìm tôi." Hạ Thiên lại cười hì hì nói. Isabella cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra. "Chồng, sao cậu biết chị ấy phái tôi tới?" "Tôi đoán thế." Hạ Thiên cười. "Ai bảo hai chị ăn mặc giống nhau như đúc?" Isabella thầm nghĩ, xem ra sùng bái một người cũng là sai lầm. "Chồng, nếu cậu muốn huấn luyện tự mình đến, cậu phải nói lão gia kia đang ở đâu?" Isabella trần trừ một chút rồi nói. Huấn luyện sao? Lúc này Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ sư tỷ xinh đẹp là huấn luyện của chị sao? Nhưng vì sao mà độ tuổi của chị ấy còn nhỏ hơn cả chị? Huấn luyện mới 20 tuổi, có thể nói cô ấy là thiên tài của ám ảnh đoàn, mới 14 tuổi đã đảm nhiệm vai trò huấn luyện của ám ảnh đoàn. Bây giờ phần lớn thành viên ám ảnh đoàn đều do cô ấy huấn luyện ra lò, chị cũng vậy. Isabella giải thích. Tóm lại là cô ấy rất lợi hại, tất nhiên, hình như cũng không lợi hại bằng chồng. Điều này là đương nhiên, vợ tôi sao có thể lợi hạ hơn tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó hắn đẩy cửa xe. Chị Isabella, tôi đi trước, chị nhớ nói cho vợ sư tỷ xinh đẹp biết, phải để chị ấy tự mình đến tìm tôi. Hạ Thiên cũng không đợi Isabella kịp trả lời, hắn xuống xe rồi đi đến Đại học Giang Hải, một lúc sau hắn đã đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Này, hạ thiên anh đến đây làm gì trong tiệm hoa chỉ có một người là phương hiểu như bộ dạng của nàng rất kỳ quái hạ thiên cũng rất kỳ quái hắn đến đây không phải là bình thường sao tất nhiên anh đến tìm chị hinh hạ thiên cảm thấy phương hiểu như rõ ràng đang nói nhảm hắn đến đây tất nhiên là tìm tôn hinh hinh chẳng lẽ đến để tìm phương hiểu như sao anh đến đây tìm chị hinh làm gì phương hiểu như lại càng kỳ quái nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn hạ thiên này anh cũng không biết chị hinh không bán hoa nữa sao chị hinh không bán hoa nữa sao hạ thiên có chút buồn bực hắn thật sự không biết không hiểu sao anh lại làm bạn trai của người ta được phương hiểu như khẽ hừ một tiếng chuyện lớn như vậy mà anh cũng không biết hạ thiên không quan tâm đến phương hiểu như hắn lấy điện thoại ra gọi cho tôn hinh hinh nhưng đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên một dãy số lạ hạ thiên chưa từng thấy qua vì vậy hắn không quan tâm mà trực tiếp không nhận, sau đó hắn gọi cho Tôn Hinh Hinh. Chương 324, lệnh truy sát của bang phái. "Chị Hinh, chị đang ở đâu vậy?" Điện thoại vừa nối thông thì Hạ Thiên đã vội vàng hỏi, vợ đột nhiên không thấy, hắn không gấp sao được. Giọng nói dịu dàng của Tôn Hinh Hinh truyền đến. "Tôi vừa đến công ty, cậu đang ở đâu?" "Tôi đang ở ngoài cửa hàng hoa." Hạ Thiên trả lời. "À, tôi không bán hoa nữa." Tôn Hình Hình duyên dáng nói. Mấy ngày trước cậu vội vàng đi chữa bệnh, tôi cũng không nói với cậu, thật ra tôi đã quyết định đến là ở công ty công nghệ với khổng mính. Tôn Hình Hình thật ra đã sớm có quyết định này, nhưng nàng phải có thời gian chuyển nhượng cửa hàng hoa, vì vậy nàng cũng không nói ra quyết định cho Hạ Thiên. Còn chuyện cửa hàng hoa, nếu nói một cách nghiêm khắc thì cũng không tính là chuyển nhượng, vì Phương Hiểu Như đã tiếp nhận, nhưng rõ ràng Phương Hiểu Như cũng không đưa phí. Bây giờ Tôn Hinh Hinh cũng không muốn giữ lại cửa hàng hoa, vì vậy nàng quyết định giao cửa hàng cho Phương Hiểu Như, sau này dù có lợi hay lỗ đều tính cho Phương Hiểu Như, trên danh nghĩa thì cửa hàng hoa này vẫn là của Tôn Hinh Hinh. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không có hứng thú xem cửa hàng hoa thuộc về ai, hắn chỉ cần biết Tôn Hinh Hinh đang ở nơi nào mà thôi. "Chị Hinh, tôi đến tìm chị." Hạ Thiên phát hiện mình nhớ Tôn Hinh Hinh, nhớ thân thể mềm mại của nàng, nhớ mùi hương trên người nàng vì vậy hắn quyết định đi tìm nàng ngay lập tức được tôi ở công ty chờ cậu nghe nói hạ thiên muốn đi tìm mình tôn hinh hinh rất vui cuối cùng nàng còn lo lắng hỏi một câu cậu biết công ty ở đâu chưa đấy biết rồi hạ thiên đã từng đến công ty lam thiên hơn nữa cũng không phải mới là lần đầu đến tòa nhà hải giang dù hắn mù cũng biết đi đường nào hơn nữa hắn không mù chẳng qua chỉ không quá quen thuộc thành phố giang hải mà thôi tôi cúp điện thoại trước chút nữa gặp mặt. Tôn Hình Hình dịu dàng nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên nhét điện thoại vào túi quần, sau đó hắn chạy vội trên đường, hắn không muốn bắt taxi, hắn chạy bộ vẫn nhanh hơn. Lãnh băng băng vừa tiến vào cục cảnh sát thì Đồng Giang đã tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Cục trưởng lãnh, chúc mừng. Lãnh băng băng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chúc mừng điều gì. Đồng Giang chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó hắn hạ giọng nói. Cục trưởng lãnh, bây giờ chị còn chưa biết gì sao. Tôi đã nhận được tin, chị sắp được lên chức. Anh nói chuyện này làm gì, còn chưa có bổ nhiệm chính thức, đừng nói bừa. Lãnh băng băng nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó nàng đi về phòng làm việc của mình. Lãnh băng băng thật ra cũng có nghe về tin tức đề bạt của chính mình, tổ chuyên án đã cơ bản báo cáo vấn đề ở huyện Lâm Giang, nghe nói Cục Công an tỉnh chuẩn bị luận công ban thưởng với tổ chuyên án tuy lãnh băng băng căn bản không tham dự những hành động về sau nhưng công lao lớn nhất lại ghi tạc lên đầu nàng. Cục trưởng Cục Công an tỉnh Hào đồ thiếu hạ thiên một mạng, tất nhiên còn phải tính vấn đề này lên người lãnh băng băng, cộng thêm quan hệ với lôi ra. Tuy lãnh băng băng vừa mới thăng chức một lần nhưng lời đồn lần này nàng thăng chức lại như ván đóng thuyền, hơn nữa lại là trở về Cục Công an thành phố, có lẽ là đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng. Nhưng rõ ràng chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công an Thành phố không phải cùng một cấp bậc với Phó Cục trưởng Phân Cục. Nếu là người khác biết được chuyện này thì sẽ cảm thấy vui sướng nhưng lãnh băng băng lại không có cảm giác gì, khác biệt là không chút vui sướng. Vì nàng biết khi chức vụ ngày càng cao thì khó có cơ hội xuống hiện trường tận tay phá án, đối với một người thích trực tiếp phá án như nàng thì đây là chuyện không tốt đẹp gì. Chuông điện thoại vang lên, lãnh băng băng cầm điện thoại lên xem, là hào đồ gọi đến, trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ công văn để bà chính thức đã đến nhanh vậy sao? Nếu đây là thật thì cũng quá nhanh, nàng còn chưa ngồi ấm chỗ ở phân cục quận đông. Chào anh, cục trưởng Hào. Lãnh băng băng nhanh chóng nhận điện thoại. Tiểu lãnh, tứ hải băng xảy ra chuyện, cô có biết không? Hào đồ đi thẳng vào vấn đề. Lãnh băng băng có hơi sướng sờ. Cục trưởng Hào, tứ hải băng xảy ra chuyện lớn gì? Lãnh băng băng đã từng là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, tất nhiên nàng biết chuyện liên quan đến tứ hải băng. Thực tế thì toàn bộ cảnh sát thành phố Giang Hải, không có mấy người không biết tứ hải bang, nhưng bây giờ lãnh băng băng ở phân cục quận đông, tứ hải bang cũng không nằm trong phạm vi của nàng, vì vậy nàng cũng không biết tình huống. Đêm qua, lô tác lâm tứ hải bang và con trai là lô tử minh đều đã chết, bây giờ toàn bộ tứ hải bang đã rối loạn, đám người trong bang đang tranh giành địa vị. Sọng điệu của hào đồ rất trầm thấp. Căn cứ vào tin tức mới nhất, trong tứ hải bang đã đạt thành hiệp nghị, bọn họ chính thức đưa ra truy sát lệnh, dù là ai, chỉ cần có thể giết chết một người là có thể trở thành bang chủ mới của tứ hải bang. Cục trưởng hào, bọn họ muốn giết ai? Lãnh băng băng không nhịn được phải hỏi, trong lòng nàng có chút kỳ quái, hào đồ nói chuyện này với mình làm gì? Chẳng lẽ muốn nàng đi ngăn cản đám người tứ hải bang? Nhưng đây căn bản không nằm trong phạm vi của nàng. Tiểu lãnh, đây chính là nguyên nhân tôi điện thoại cho cô, người bọn họ muốn đuổi giết chính là bạn trai của cô. Hào đồ trầm giọng nói. Lãnh băng băng chợt ngẩn ngơ. Lại là cậu ấy sao? Lãnh băng băng dừng lại một chút rồi hỏi. Cục trưởng Hào, chuyện này có liên quan gì đến Hạ Thiên sao? Tôi cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng nghe nói người Tứ Hải Bang nhận định Hạ Thiên hại chết hai cha con Lô Tắc Lâm, vì vậy bây giờ bọn họ chỉ biết tìm Hạ Thiên để báo thù, ai thành công sẽ là bang chủ. Hào Đô giải thích, sau đó lão lại dặn dò lãnh băng băng một câu. Tiểu lãnh, dù là thế nào thì cháu cũng cần thông báo một câu với hạ thiên để cậu ta đề phòng đáng lý ra tôi phải điện thoại trực tiếp cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nhận máy tôi cũng chỉ nói cho cô mà thôi được rồi cảm ơn cục trưởng hào đầu óc lãnh băng băng có chút hỗn loạn nghe hào đồ nói như vậy thì nàng lập tức có một loại cảm giác hạ thiên hơn phân nửa đã giết chết hai cha con lô tác lâm điều này làm nàng rất tức giận lưu manh kia sao suốt ngày đi làm bậy như vậy thôi được rồi tôi không làm mất thời gian cô điện thoại cho Hạ Thiên. Hào đồ nhanh chóng cúp điện thoại. Trong một khoảng sân rộng trông có vẻ rất cổ xưa ở thành phố Giang Hải có một căn biệt thự mới xây đứng một mình, ở phòng ngủ lầu 2 trong biệt thự, một thiếu nữ nằm trên giường lớn ngáy o o, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới bừng tỉnh. Tên khốn nào dám quấy phá khi bà đang ngủ. Thiếu nữ nhảy dựng lên, sau đó lại nằm xuông. Không đúng, không thể rời khỏi giường như vậy, bà là thuộc nữ cũng không đúng, không được nói là bà, mình là thuộc nữ, mình là thuộc nữ, mình là thuộc nữ. Mỗi sáng sớm phải niệm ba lần như vậy, bà mới thật sự là thuộc nữ. Thiếu nữ vừa lầm bầm vừa chậm rãi ngồi dậy, sau đó nàng rũi lưng rụi rụi mắt. Nàng ngắp một cái, cuối cùng mới tìm ra điện thoại ở dưới gối. Khi thấy tên người gọi trên màn hình thì thiếu nữ nhấn nút nghe, sau đó nàng giống lên. Hoắc tiểu xuyên khốn kiếp, sáng sớm mà điện thoại cho bà làm gì? Thiếu nữ mở miệng đã xưng là bà nhưng luôn mồm bảo mình là thuộc nữ dĩ nhiên là sở giao, người điện thoại đến cho nàng chính là Hoắc Tiểu Xuyên luôn bị nàng ức hiếp. Trước đó không lâu một thủ hạ của Hoắc Tiểu Xuyên trộm xe Ferrari của Tôn Hinh Hinh, Hoắc Tiểu Xuyên vì sợ Hạ Thiên và sở giao cùng nhau đến ức hiếp, vì vậy phải chủ động tìm sở giao, đồng ý làm tiểu đệ của nàng. Vì vậy Hoắc Tiểu Xuyên chính thức trở thành thủ hạ của sở giao, hắn làm thủ hạ tất nhiên sẽ có nghĩa là sở giao muốn ức hiếp sao cũng được. Vì vậy mà bây giờ Hoắc Tiểu Xuyên bị chửi mắng nhưng không dám cãi lại, hắn trả lời. Đại Tiểu Thư, tôi tìm cô có chuyện gấp. Gấp cái rắm chuyện của chú có gì là gấp. Sở giao không để Hoắc Tiểu Xuyên nói xong, nàng mắng rất bất mãn. Bà nói cho mày biết, với bà chỉ có hai chuyện gấp, một là ông nội tìm, hai là chồng tìm, những chuyện khác không quan trọng bằng vấn đề bà đang ngủ. Khủ khủ, Đại Tiểu Thư, có người muốn chém chồng chị, chẳng lẽ không quan trọng sao? Hoắc Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói. Cái gì? Sở giao nổi giận. Tên khốn nào muốn chém chồng bà? Mau nói cho bà biết, bà sẽ chém nó. Điều này, Đại Tiểu Thư, không phải là một người, rất nhiều người. Hoắc Tiểu Xuyên trả lời. Này, Hoắc Tiểu Xuyên, sao chú nói lòng vòng vậy? Không nói rõ ràng được sao? Sở giao bất mãn nói. Có lời đồn Hạ Thiên giết chết đại ca lô tác lâm của Tứ Hải Bang và con trai của lão là Lô Tử Minh, bây giờ Tứ Hải Bang đã phát lệnh truy sát, dù là ai giết chết Hạ Thiên cũng được làm bang chủ Tứ Hải Bang. Vì vậy bây giờ không phải chỉ là một người muốn giết Hạ Thiên, có thể nói là toàn bộ Tứ Hải Bang. Hoắc Tiểu Xuyên cuối cùng cũng không lòng vòng, hắn nói rõ chân tướng sự việc. Tứ Hải Bang sao? Sở giao hừ một tiếng. Ba diệt chúng nó. Đại tiểu thư, chị nói thật sao? Hoắc tiểu xuyên ngẩn ngơ. Nói nhảm, tất nhiên là thật, bà nói dối khi nào? Sở giao không chút vui sướng. Bà đã sớm cảm thấy đám tứ hải bang kia không vừa mắt, bây giờ chúng lại dám phát lệnh truy sát với chồng bà, bà không diệt chúng nó, sợ rằng chúng nó cho rằng bà dễ ức hiếp. Sở giao dừng lại một chút rồi nói thêm. Chú lập tức triệu tập tất cả anh em tới ngay cho bà, chúng ta thương lượng, tối nay diệt tứ hải bang. Điều này, đại tiểu thư, chị không thương lượng với ông nội của mình sao? Hoắc tiểu xuyên dùng giọng trần trừ hỏi. Sở giao càng thêm mất kiên nhẫn. Này, Hoắc tiểu xuyên, chú có phải là đàn ông không? Phụ nữ cũng đâu có nhát gan như chú, cho chú đi làm việc, chú nói nhiều làm gì. Có chuyện gì bà tự làm, không cần chú quan tâm. Hiểu rồi, đại tiểu thư, tôi đi làm ngay. Hoắc tiểu xuyên dùng giọng bất đắc dĩ nói, xem ra đêm nay hắn phải đi chém người. chương 325, lãnh băng băng hành động. Khi sở giao đang chuẩn bị để đến tối đi chém người thì Hạ Thiên cũng nhận được điện thoại của lãnh băng băng. Tối qua Lô Tác Lâm và Lô Tử Minh đã chết, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Lãnh băng băng mở miệng hỏi, nàng ngược lại cũng không trực tiếp hỏi có phải Hạ Thiên giết người hay không? À, hai tên khốn kia bắt cóc chị Vân Mạn, tôi giết cho sạch. Hạ Thiên không che giấu, Lãnh băng băng không khỏi cắn môi, sao kẻ này xem thường sinh mạng như vậy? Cậu có biết tứ hải băng đã phát lệnh truy sát rồi không? Lãnh băng băng có chút tức giận nói. Hạ thiên có chút mê hoặc. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, lệnh truy sát toàn bang là gì? Bọn họ muốn giết tôi sao? Đúng vậy, đúng là như thế, bây giờ đám người tứ hải băng muốn giết cậu, vì giết cậu thì có thể lên làm băng chủ. Lãnh băng băng tức giận nói. À, không sao trước tiên tôi đi tìm chị hinh cái đã sau đó tôi sẽ tìm cách xử lý người tứ hải bang hạ thiên dùng giọng hời hợt nói cậu lãnh băng băng chợt câm lặng xử lý đám người tứ hải bang sao rốt cuộc hắn có biết tứ hải bang có bao nhiêu người không vợ cảnh sát tỉ tỉ có vấn đề gì sao hạ thiên dùng giọng kỳ quái hỏi lãnh băng băng chợt bực mình sau đó nàng tức giận nói thôi bỏ không có vấn đề gì cậu cứ đi tìm tôn hinh hinh đi lãnh băng băng không đợi hạ thiên nói chuyện mà cúp điện thoại vợ cảnh sát tỷ tỷ chẳng lẽ chị ghen sao hạ thiên gãi đầu tôi đi tìm chị hinh tối nay sẽ tìm vợ cảnh sát tỷ tỷ hạ thiên đã có quyết tâm hắn chạy về phía tòa nhà hải giang lãnh băng băng cúp điện thoại mà rơi vào trong suy tư nàng không nghi ngờ những gì hạ thiên vừa nói hắn sẽ thật sự đi tìm đám người tứ hải bang nhưng nếu hắn làm như vậy thì sự việc sẽ náo loạn tứ hải bang có bao nhiêu người. Chỉ sợ Lô Tác Lâm cũng không hiểu rõ, nhưng chắc chắn cũng là vài ngàn. Những năm gần đây chỉ là vài người đã là án lớn, nếu là mấy ngàn người thì sao? Hơn nữa lãnh băng băng biết hạ thiên võ công cao, nhưng tứ hải bang có quá nhiều người, lỡ may hắn sinh ra chủ quan và xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Lãnh băng băng dù đứng trên lập trường suy nghĩ cho Hạ Thiên hay suy nghĩ của một cảnh sát cũng thấy không thể cho đối phương đi xử lý chuyện này, nếu đã không cho Hạ Thiên tự mình giải quyết thì nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết phiền phức. Lãnh Băng Băng muốn giải quyết, tất nhiên chỉ còn dựa vào lực lượng của cảnh sát, nhưng nếu muốn động vào Tứ Hải Bang, chỉ là cảnh sát quận Đông thì không đủ, nàng cần tìm sự trợ giúp. Lãnh Băng Băng đầu tiên nghĩ đến Hoàng An Bình, nếu có thể điều động cảnh sát cục công an thành phố, như vậy sẽ đủ nhân thủ. Vì vậy nàng điện thoại đến cho Hoàng An Bình. Hoàng An Bình luôn chú ý đến Tứ Hải Bang, Thật ra hắn đã sớm nhận được tin tức. Sau khi nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng thì Hoàng An Bình cũng không do dự, hắn lập tức đồng ý hành động quét sạch Tứ Hải Bang. Dù có Hoàng An Bình hỗ trợ nhưng Lãnh Băng Băng vẫn không yên lòng, nàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy từ trong ngăn kéo ra một bản danh sách, bên trên có phương pháp liên lạc với vài chục người. Những người này chính là các nhân viên tinh anh mà trước đó không lâu là thành viên của tổ chuyên án xuống huyện Lâm Giang, đều là cảnh sát thành phố Giang Hải lãnh băng băng cầm lấy điện thoại nàng gọi đến cho những người trong danh sách khi hạ thiên đi vào trụ sở công ty lam thiên thì phát hiện nơi đây không trống rỗng như lúc đầu trong văn phòng đã có mười mấy người bên ngoài quầy tiếp tân còn có một tiểu thư nhìn khá mướt tiên sinh chào anh khi thấy hạ thiên tiến vào thì tiểu thư tiếp tân mỉm cười chào hỏi xin hỏi anh ó chuyện gì tôi đến tìm chị hinh hạ thiên nhìn lướt qua và không thấy tôn hinh hinh sau đó dùng mũi người Hắn thấy được mùi hương quen thuộc của nàng từ trong một phòng làm việc nhỏ. Vì vậy hắn cũng không đợi tiểu thư Tiếp Tân nói chuyện, hắn trực tiếp đi vào bên trong. "Tiên sinh, anh chờ chút." Tiểu thư Tiếp Tân có chút vội vàng, nàng chạy đến định chặn Hạ Thiên. "Bên trong là phòng tổng giám đốc, anh không được vào." Hạ Thiên tất nhiên không quan tâm đến tiểu thư Tiếp Tân, hắn lóe người đi đến trước phòng làm việc và đẩy cửa tiến vào. Phòng làm việc này cũng không lớn, bên trong có một bàn làm việc có hai người phụ nữ ngồi đối mặt nhau, một người là Tôn Hình Hình, người còn lại là Khổng Mính. Khi thấy Hạ Thiên thì Khổng Mính cười hi hi. Hình Hình, người đàn ông của bạn đến rồi kìa. Tôn Hình Hình đã đứng lên nghênh đón Hạ Thiên, nàng nghe nói như vậy thì không khỏi chừng mắt nhìn Khổng Mính. Sau đó nàng không nói gì, chỉ cười với Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu đến rồi à? Khi thấy Hạ Thiên biết Tôn Hình Hình thì tiểu thư Tiếp Tân cũng thức thời lui về phía sau ngược lại Hạ Thiên lại nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh Hinh một lúc lâu giống như quên nói chuyện. Tôn Hinh Hinh bị Hạ Thiên nhìn rất mất tự nhiên, dù nàng đã nhiều lần trần chuồng trước mặt hắn nhưng vẫn không có thói quên đối diện với ánh mắt xâm lược của đối phương, vì vậy gương mặt nàng không khỏi đỏ lên, nàng dùng giọng hờn dỗi nói. Hạ Thiên, cậu nhìn chằm chằm như vậy làm gì? Chị Hinh, quần áo của chị rất đẹp. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng nói. Tôn Hinh Hinh cảm thấy giờ khóc giờ cười, tiểu sắc lang này nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ xem quần áo của nàng sao. Thật ra bây giờ quần áo của Tôn Hinh Hinh cũng không có gì đặc biệt, bên trong là áo sơ mi, bên ngoài là tây phục, phía dưới là một chiếc váy công sở, chẳng qua chỉ là trang phục của một phần tử trí thức mà thôi. Nhưng một trang phục của trí thức thông thường mặc lên người nàng lại có hương vị khác. Tôn Hinh Hinh là một người phụ nữ dù vung tay nhấc chân cũng bùng ra sức quyến rũ, sau khi nàng mặc bộ trang phục công sở thì sức quén rũ giảm đi một chút nhưng có thêm chút hương vị đoan trang. Đến lúc này N vừa đoan trang vừa quyến rũ, hai thái cực quyện lại với nhau, điều này càng làm nàng trở nên mê người. Trước đó Hạ Thiên chưa từng thấy tôn hình hình ăn mặc như vậy, hôm nay hắn được thấy và cảm thấy quá đẹp. Đây cũng là một cách ăn mặc, hắn đã từng được thấy trên người Diệp Mộng Oánh, nhưng cách ăn mặc của Diệp Mộng Oánh lại tạo ra hình tượng một người phụ nữ lạnh như băng, nhưng tôn hình hình mặc vào thì khác hẳn khổ, khổ, hạ thiên, tôi có nên ra ngoài để nhường thế giới lại cho hai người không? Khổng mính cười hì hì nói. Hạ thiên vẫn nhìn chầm chầm vào tôn Hinh Hinh, hắn khẽ gật đầu. Tốt, cô cứ ra ngoài trước. Khổng mính không khỏi ngây người, nàng vốn chỉ là nói đùa một câu, nào biết hạ thiên cho là thật. À, được rồi, anh là ông chủ, anh nói gì cũng được. Khổng mính cũng thật sự đứng lên đi ra ngoài khổng mính ra cửa mà không khỏi nhắc nhở một câu. Này, bàn công tác của chúng ta chất lượng không được tốt, các người có làm gì cũng nên cẩn thận một chút, đừng làm sập bàn. Tôn hình hình lập tức xấu hổ. Khổng mính, có tin mình sẽ rách miệng bạn không? Khổng mính cười hì hì. Chú ý, đừng xé rách quần áo đấy nhé. Khổng mính nói xong câu đó cũng không cho tôn hình hình cơ hội trả đũa, nàng nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc, sau đó còn thuận tiện đóng chặt cửa. Khổng Mính vừa đi ra thì Hạ Thiên đã bế Tôn Hinh Hinh lên, hắn rất nhớ mùi hương trên người nàng. "Đừng làm rộn, đang ở công ty." Tôn Hinh Hinh có chút kinh hoàng, nàng sợ Hạ Thiên sẽ ăn mình ngay nơi đây. "Chị Hinh, chị cứ yên tâm, tôi sẽ không xé rách quần áo của chị." Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn nói lời này thì một tay đã lục lọi, bàn tay thuận tiện thò vào trong quần áo của nàng để thăm dò. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ không xé quần áo của Tôn Hinh Hinh hắn chỉ biết cởi sạch mà thôi. Hơn nữa nàng mặc bộ đồng phục này quá đẹp, sau này hắn còn muốn nàng mặc cho hắn xem, sao lại xé đi. Không cần, đợi đến tối về nhà. Tôn Hinh Hinh khẽ thở gấp nói. Hạ Thiên ở bên tai nói lời ai ủi. Chị Hinh đừng sợ, tôi sẽ không làm sập bàn. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không làm sập bàn, vì hắn căn bản không cần đặt Tôn Hinh Hinh lên bàn, như vậy cũng có thể tận tình hưởng thụ. Cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng hiểu, lúc này nàng chạy trời không khỏi nắng, tiểu sắc lang làm việc không có gì kiêng kỵ, hắn không biết đây là đâu sao. Cửa. Tôn hình hình cuối cùng chỉ có thể nói ra một chữ, sau đó cặp môi hồng đã bị hạ thiên bịt kín. Khổng mính ghé mắt vào cửa xem chút động tính, sau đó gương mặt đỏ bừng bừng. Tôn hình hình này cũng đúng là, tối qua sao không chịu để hạ thiên ăn no. Đến bây giờ còn kéo hắn đến đây làm việc nữa sao? lúc này có một người đàn ông cao gầy đeo kính đứng lên đi về phía bên này. Siêu vĩ, có chuyện gì? Khổng Mính vội hỏi, vì Lam Trạch là người phụ trách công tác phát triển phần mềm, vì thế mà sự vụ ở công ty đều do Khổng Mính xử lý. Nàng quen tất cả mọi người ở công ty, Diêu Vĩ chính là một kỹ sư phần mềm được công ty tuyển vào với mức lương cao, nghe nói có năng lực mạnh, cũng tương đương Lam Trạch, hắn thất bại ở công ty khác nên mới sang đây. Lam Thiên dù sao cũng chỉ là một công ty nhỏ, hơn nữa còn mới thành lập, vì vậy công nhân viên của công ty bây giờ phần lớn là sinh viên mới tốt nghiệp. Siêu Vĩ này là một trong số những người có kinh nghiệm ít ỏi, Khổng Mính tất nhiên rất xem trọng đối phương, bản thân Diêu Vĩ cũng có chút kiêu ngạo, bộ dạng xem thường tất cả nhân viên trong công ty. Khổng Mính cũng không quan tâm đến vấn đề này, nàng cảm thấy người ta có năng lực thì có thể kiêu ngạo, chỉ cần mang đến hiệu quả và lợi ích cho công ty là được, kiêu ngạo một chút cũng không sao. Giám đốc Khổng tôi có chuyện muốn báo cáo với giám đốc tôn. Diêu Vĩ nhìn vào phòng làm việc của tôn hinh hinh, hắn cũng không dừng lại mà tiến lên. Này, đừng đi. Khổng Mính vội hô lớn. Hinh hinh đang ở bên trong với bạn trai. Sau khi tôn hinh hinh đến đây, dù không có việc gì thì Diêu Vĩ cũng đến xin chỉ thị của nàng. Điều này làm cho Khổng Mính cảm thấy không bình thường, chẳng lẽ Diêu Vĩ này vừa ý tôn hinh hinh. Tất nhiên với điều kiện của tôn hình hình thì được đàn ông vừa ý cũng là bình thường, nhưng rõ ràng nàng đã có bạn trai, hơn nữa bạn trai của nàng lại là ông chủ của công ty này. Thân là nhân viên của công ty, có ai dám có ý với bà chủ? chương 326, tôi là ông chủ của anh. Bạn trai sao? Vẻ mặt diêu vĩ có chút biến đổi. Giám đốc không, người mới vào phòng là bạn trai của giám đốc tôn sao? Đúng vậy, anh có chuyện gì cứ nói với tôi, bây giờ chị ấy không rảnh. Khổng mính khẽ gật đầu, vẻ mặt diêu vĩ biến đổi, sau đó hắn lắc đầu nói: giám đốc không, cũng không phải chuyện gì gấp, chỉ là vài chuyện dự toán, lát nữa tôi xin chỉ thị của giám đốc tôn cũng được. vậy cũng được, khổng ngính cũng không sao, chỉ cần người này không vào phá đám là được. diêu vĩ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn vào cửa phòng làm việc, sau đó hắn đi về chỗ ngồi của mình. nhưng lúc này hắn không còn tâm tình làm việc, thỉnh thoảng hắn nhìn về phía cửa phòng làm việc của giám đốc đáng tiếc là hắn nhìn trăm lần nhưng không có ai đi ra. Khổng Mính cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, trong lòng nàng thầm oán tôn hinh hinh, người phụ nữ kia đang phong lưu sung sướng, để nàng phải ở bên ngoài canh chừng, đúng là không có thiên lý. Một buổi sáng có thể nói là dày vò với Diêu Vĩ và Khổng Mính, hai người đều nhìn vào cửa phòng làm việc của tôn hinh hinh. Tất nhiên đối với tôn hinh hinh thì đây cũng là một loại dày vò, nhưng nàng còn cảm nhận được một khoái cảm bùng ra từ sâu trong xương tủy. Nàng liên tục nhắc nhở mình nên cắn răng không phát ra tiếng rên rỉ, cuối cùng nàng thậm chí còn phải cởi tất chân nhét vào miệng, nếu không trong này nàng rên rỉ, chỉ sợ người ngoài nghe được, đến lúc đó không còn mặt mũi để gặp người khác. 11 giờ, dưới sự chờ mong của Diêu Vĩ và Khổng Mính, cửa phòng làm việc cuối cùng cũng mở ra, Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Khổng Mính giơ ngón tay cái với Hạ Thiên, nàng cũng không nói gì, chỉ đứng lên muốn đi vào, nhưng nàng mới đi được hai bước thì đã bị Hạ Thiên ngăn cản chị hinh nói không cho người khác tiến vào hạ thiên ra vẻ rất nghiêm túc khổng minh lập tức sinh ra ý nghĩ kỳ quái chẳng lẽ tôn hinh hinh thật sự bị xé rách quần áo nên không thể gặp người người được diêu vĩ bên kia đã đứng lên hắn đi đến trước mặt hạ thiên rồi chủ động chào hỏi chào anh tôi là diêu vĩ tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin đại học giang hải đã từng đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật ở công ty ngân hải bây giờ gia nhập công ty lam thiên làm cto của công ty Kính xin chỉ giáo. Những người khác nghe được Diêu Vĩ nói như vậy thì thầm nghĩ người này lại bắt đầu khoe khoang, nhưng bọn họ chỉ thầm nghĩ như vậy mà thôi, dù bọn họ rất bất mãn với những biểu hiện và hành vi của Diêu Vĩ, nhưng người này có lý lịch mạnh hơn tất cả, hắn có thể khoe khoang. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Diêu Vĩ, người này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Quản đối phương là giám đốc kỹ thuật hay CTO, thứ này có liên quan gì đến hắn? CTO là thứ gì? Hạ Thiên quay đầu nhìn Khổng Mính, hắn thật sự không biết đây là thứ gì. Khổng Mính có chút ngượng ngùng, tuy Tôn Hinh Hinh đã nói với nàng là Hạ Thiên có nhiều thứ không hiểu, nhưng ngay cả CTO là gì cũng không biết sao. Đám người trong văn phòng nhịn không được phải cười thành tiếng, siêu vĩ này thích khoe khoang, bây giờ lại gặp hố. Siêu vĩ đỏ mặt tía tai, hắn thấy Hạ Thiên cố ý nhục mạ mình, còn Hạ Thiên vì sao phải làm như vậy, hắn nghĩ rằng đối phương có hơn phân nửa giống như những người trong công ty đều ghen ghét tài hoa của hắn cto không phải là thứ gì chỉ là một người quản lý kỹ thuật mà thôi không biết anh tốt nghiệp ở đâu bây giờ đang công tác công ty nào siêu vĩ hử lạnh một tiếng rồi hỏi khổng minh nghe nói như vậy thì lập tức biến tình hình chuyển biến xấu siêu vĩ thích khoe khoang nhưng bây giờ rõ ràng là khoe nhầm người tôi không làm việc ở đâu cả nhưng tôi là ông chủ của anh hạ thiên phất tay đừng làm phiền tôi tôi không có hứng thú với anh anh nói gì? Vẻ mặt Diêu Vĩ chợt biến đổi. Lúc này Khổng Mính cuối cùng cũng chen lời. "Diêu Vĩ, giới thiệu cho anh, đây là Hạ Thiên, là ông chủ của công ty Lam Thiên chúng ta, cũng là bạn trai của Tôn Hinh Hinh." Văn phòng đầu tiên trở nên yên tĩnh, sau đó tất cả mọi người đều nhìn Diêu Vĩ, ai cũng có biểu cảm hả hê. Đã gặp qua những kẻ thích khoe khoang, nhưng chưa ai thấy kẻ nào khoe khoang với ông chủ của mình, lúc này thì thú vị chưa. Vẻ mặt Diêu Vĩ thoạt đen thoạt trắng hắn nhìn Hạ Thiên, giống như khó mà tin được những gì mình nghe. Điều này, tiểu tử này là ông chủ công ty Lam Thiên sao? Siêu Vĩ, anh quay về làm việc đi. Khi thấy Diêu Vĩ khó thể không xuống đài, khổng mính tranh thủ thời gian nói. Nàng thấy tuyển một người như vậy là không dễ, cũng không muốn Hạ Thiên trực tiếp khai trừ đối phương. Diêu Vĩ cũng coi như là người thức thời, khi nghe thấy những lời nói của khổng mính thì vội vàng quay về vị trí của mình khi thấy bộ dạng xám xịt của Diêu Vĩ thì những người khác ở trong văn phòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái, hơn nữa ai cũng sinh ra hảo cảm với ông chủ Hạ Thiên. Khổng Mính khẽ thở ra, trong lòng cũng thầm nghĩ, xem ra sự việc cũng không quá tồi tệ. Này, Hạ Thiên, anh có chờ hinh hinh dùng cơm chưa không? Khi thấy Hạ Thiên có vẻ như không có việc gì làm thì Khổng Mính chủ động hỏi. Đúng vậy, tôi phải chờ chị Hinh dùng cơm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. À, nếu anh không có việc gì, bên kia có máy tính để không, anh có thể lên mạng giết thời gian." Khổng Mính chỉ vào một máy tính để không trong góc rồi nói với Hạ Thiên. Khổng Mính nói như vậy cũng làm Hạ Thiên nhớ ra đã lâu chưa lên mạng, hắn đi đến mở máy tính, mở web xem tin tức, sau đó lại đăng nhập QQ. Bạn của hắn trên QQ chỉ có hai người, một là Hinh Hinh công chúa bây giờ đang đỏ mặt không dám ra ngoài gặp người, nàng cũng không lên mạng. Mà Tiểu Yêu tinh thì đã về thủ đô và lâu rồi không có tin tức gì, cũng không biết đã chạy đi đâu. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy nhàm chán, không có người tán dóc, không nhàm chán sao? Kết quả là Hạ Thiên chỉ biết ngồi ngây ngốc với chiếc máy tính, một lát sau hắn quét mắt nhìn đám người trong văn phòng, ai cũng giống hắn nhưng lại rất chân thành với máy tính, có người còn gõ lóc cóc. Điều này làm Hạ Thiên buồn bực, cũng là một chiếc máy tính, sao đám người kia lại hứng thú như vậy? Hạ Thiên anh đang làm gì đấy? Khổng Mính vẫn tương đối quan tâm đến ông chủ này, vì hắn là người đưa tiền đến cho công ty hoạt động. Ngồi không? Hạ Thiên chừng mắt nhìn máy tính, hắn trả lời một câu như vậy với Khổng Mính. Khổng Mính lập tức cười ngất, nàng biết đối phương đang ngồi không, nhưng cũng đừng trả lời như vậy chứ. Này, Hạ Thiên, nghe Hinh Hinh nói anh là gà máy tính, chẳng lẽ anh thật sự giống gà, không biết gì cả sao? Khổng Mính không nhịn được phải hỏi Tôi không phải là gà. Hạ Thiên uốn nắn rất chân thành. Tôi biết lên mạng, còn biết chat QQ. Chỉ có hai thứ này thôi sao? Khổng Mính không nhịn được phải truy vấn. Hạ Thiên gật đầu không chút tình nguyện, hắn thật sự chỉ biết hai thứ này. Hắn đã từng thử làm hacker, đáng tiếc là tư tưởng bị giết ngay trong trứng nước, chưa hack được tiểu yêu tinh thì đã bị nàng hack trước. Nếu không tôi dạy anh chơi game nhé. Khổng Mính cũng không còn gì để nói. Khi thấy Hạ Thiên ngồi ngơ với máy tính thì nàng không khỏi cảm thấy ông chủ quá đáng thương. Được, Hạ Thiên đang nhàm chán, tất nhiên hắn cầu còn chưa được. Anh thích chơi trò gì, tôi giúp anh đao về." Khổng Mính hỏi. "Tôi chưa chơi lần nào, sao biết trò gì ra trò gì?" Hạ Thiên có chút bất mãn, tên là Khổng Mính nghe cứ như Khổng Minh, nhưng sao không thông minh được một nửa như Khổng Minh. Hắn mà biết chơi thì còn chờ nàng chỉ sao?" Khổng Mính cũng hết chỗ nói một lúc lâu sau mới hỏi một câu anh biết chơi bài không bài sao hạ thiên lập tức vui sướng cái này tôi biết nhớ năm xưa ba vị sư phụ của hạ thiên thường xuyên chơi bài khi đó hắn còn nhỏ ba vị sư phụ chơi bài để xem người nào thua đi dạy hắn luyện công mà những năm gần đây ba vị sư phụ vẫn chơi bài nhưng ai cũng muốn thua để cùng hắn luyện công với loại thiên tài như hắn xem ba vị sư phụ chơi bài từ rất lâu Tất nhiên đã sớm quen thuộc với trò này. Khổng Mính thở hắt ra, đúng là không dễ dàng gì, cuối cùng cũng biết một trò mà ông cụ này biết chơi. Vài phút sau Khổng Mính tranh thủ thời gian gài đặt những trò chơi nhỏ của QQ, sau đó lại tiến vào một ván bài, sau khi dạy bảo Hạ Thiên vài lượt, nàng để cho hắn tự chơi. Nhưng Hạ Thiên chỉ chơi được vài ván thì cảm thấy buồn bực vì hắn đã không còn một hạt đậu nào để chơi bài ăn đậu khi đang định hỏi khổng mính xem muốn có độ thì phải làm sao thì mặt cười trên kiêu kiêu của tiểu yêu tinh chợt nhấp nháy, hắn mở lên xem, thì ra tiểu yêu tinh gửi tin đến. Chồng, chị Hàm bảo em nói anh một tiếng, chị ấy đã về thủ đô, bây giờ rất an toàn, anh không cần lo lắng. À, nhắn dùm anh một câu, quay về sớm sớm một chút, nếu không anh sẽ đến thủ đô tìm các em. Hạ Thiên phát tin. Này, chồng, anh đang chơi bài sao? Tiểu yêu tinh giống như nhìn được màn hình máy tính của Hạ Thiên. Đúng vậy, anh vừa đánh được vài ván, đáng tiếc là không còn đậu. Hạ Thiên rất bức bối. Không có gì, để em giúp anh, anh muốn bao nhiêu đậu cũng có. Tiểu yêu tinh lập tức gửi đến một tin nhắn. Anh đợi một phút. Được. Hạ Thiên gửi tin trở lại, hắn lại bắt đầu ngồi ngây người. Khổng Ngính nãy giờ vẫn chú ý Hạ Thiên, khi thấy đối phương lại ngây người thì đi đến hỏi khi thấy nick của hắn không còn đậu thì nàng hỏi ngay anh thua nhanh vậy sao bài của tôi quá xấu toàn là số điện thoại hạ thiên trừng mắt hắn tuyệt đối không cho rằng mình đánh bài quá kém à có cần tôi giúp anh mua chút đậu không khổng Mính suy nghĩ một chút rồi nói không cần tôi sẽ có rất nhiều ngay thôi hạ thiên thuận miệng nói thứ này mỗi ngày chỉ bán bốn lần hôm nay sẽ không á Khổng Mính đang muốn giải thích cho gà Hạ Thiên, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì ánh mắt trợn trừng, cũng không khỏi hô lên kinh hoàng. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 9 con số, chơi ạ, một 1 tỷ đậu. Khổng Mính rụi rụi mắt, nàng không nhìn lầm đấy chứ. chương 327, 1 tỷ đậu. Khổng Mính hô lên kinh hoàng cũng kinh động những người khác trong công ty, hơn người ánh mắt nhìn về phía bên này. Mà tiểu thư thiếp tân bình thường khá thân với khổng mính và cũng là nữ tính càng nhịn không được phải hỏi giám đốc không cái gì mà một tỷ vấn đề này thật ra cũng là nghi vấn trong lòng tất cả nhân viên công ty dù là thứ gì con số một tỷ cũng quá khủng à chỉ là một tỷ đậu mà thôi khổng minh ngượng ngùng cười hình như cũng xấu hổ vì sự kinh ngạc vừa rồi của mình một tỷ đậu sao tuy nói một tỷ đậu cũng không phải là một tỷ đồng nhưng nghe thấy con số như vậy thì ai cũng sợ hãi cũng chấn động chơi bài thì ai cũng đã chơi cũng thắng được vài lần ai cũng biết đậu là thứ gì tiểu thư tiếp tân là người trực tiếp hô lên sao một tỷ đậu sao có được em thường xuyên chơi bài nhiều nhất cũng chỉ được vài chục ngàn đậu mà thôi đúng vậy hạ thiên sao anh có được nhiều đậu như vậy khổng ngính cũng thấy rất kỳ quái một phút trước nàng còn thấy hạ thiên không có hạt đậu nào sao bây giờ lại nhiều như vậy hạ thiên vẫn chưa trả lời đúng lúc này giọng nói quái dị của diêu vĩ đã truyền đến giám đốc không, đậu này có thể mua được bằng tiền, hơn 10 đồng có thể mua được một triệu đậu, một tỷ đậu chỉ cần một ngàn đồng mà thôi, ông chủ của chúng ta đâu tiếc số tiền lẻ như vậy. Trước đó Diêu Vĩ nghe nói Hạ Thiên là ông chủ thì sám xịt quay về chỗ ngồi, nhưng sau đó thấy Hạ Thiên là gà máy tính, ngay cả chơi bài cũng cần khổng mính dậy, điều này làm hắn trực tiếp xem thường Hạ Thiên. Vì vậy lúc này hắn có cơ hội để châm chọc. Hạ Thiên không quan tâm đến những người này, vì tiểu yêu tinh đã gửi cho hắn một tin nhắn chồng, em vừa hách công ty chim cánh cụt, cho anh một tỷ đậu, anh cứ chậm rãi chơi đùa, thua thì em sẽ tiếp tục hách công ty chim cánh cụt. Sao, Hạ Thiên, anh, anh đang nói chuyện với tiểu yêu tinh sao? Chính là tiểu yêu tinh sao? Khổng mính vội vàng hô lên rất khoa trương. Cô ấy hách công ty QQ chỉ vì giúp anh lấy đậu sao? Đúng vậy, điều này có gì kỳ quái? Hạ Thiên quay đầu nhìn khổng mính, tiểu yêu tinh là vợ hắn, giúp hắn lấy đậu là đương nhiên, có gì phải ngạc nhiên. Khổng Mính lập tức giờ khóc giờ cười, hách một công ty như QQ chỉ vì lấy một tỷ hạt đậu, đúng là dùng đại bác bắn mũi. Tiểu yêu tinh sao, giám đốc không, là tiểu yêu tinh nào? Không phải tiểu yêu tinh hacker siêu cấp đấy chứ. Giám đốc hạ quen với nữ hơi cơ đệ nhất châu Á kia sao? Đám người vọc máy tính kia có hơn phân nửa biết được danh tiếng của tiểu yêu tinh, vì vậy khi nghe khổng mính nói ra, có vài người không nhịn được phải lên tiếng. Siêu Vĩ ở bên kia lại dội một gáo nước lạnh. "Giám đốc chúng ta không biết máy tính, sao lại quen biết hacker siêu cấp?" Tôi thấy tiểu yêu tinh mà giám đốc Hà quen trên QQ chẳng qua chỉ là một người cùng tính danh mà thôi. "Sao anh biết tiểu yêu tinh này không phải là hacker?" Hạ Thiên cuối cùng cũng có chút bất mãn, người này sao phiền phức như vậy, cứ quấn lấy người. "Siêu Vĩ, đừng nói lung tung, Hạ Thiên thật sự quen biết tiểu yêu tinh." Khổng Ngính vội vàng nói, giám đốc không không phải tôi không tin chị nhưng điều này quá sức tưởng tượng siêu vĩ quét mắt nhìn đám người trong văn phòng tôi nghĩ không riêng gì tôi tất cả mọi người ở đây sợ rằng cũng không tin được chuyện này nếu giám đốc hạ thật sự quen biết hacker siêu cấp sao không chứng minh một chút để cho cô ấy hack máy tính của tôi đây chính là anh nói đấy nhé hạ thiên có chút mất hứng sau đó hắn gửi tin cho tiểu yêu tinh vợ có người không tin em là hacker Ai vậy, em hách hắn. Tiểu yêu tinh bất mãn nói. Một người tên là Diêu Vĩ. Hạ Thiên gửi tin đến. À, người này sao, chính là nhân viên kỹ thuật của công ty Lam Thiên của anh à. Tiểu yêu tinh lập tức gửi tin về. Khổng Mính ở bên cạnh xem hai người kia nói chuyện mà trợn mắt há mồm, tiểu yêu tinh này quá lợi hại, sao thứ gì cũng biết. Hạ Thiên cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vợ, sao em biết? em vừa quét qua tất cả máy tính trong công ty của anh một lần, hi hi, trước tiên em hách tên kia đã. Tiểu yêu tinh gửi đến một gương mặt cười hớn hở. Mau xem máy tính của tên kia đi. Á, à, bên kia đã có tiếng người hô lên kinh hoàng, là một nhân viên ngồi bên cạnh diêu vĩ. Mau đến xem, mọi người mau đến xem. Mọi người vọt đến bên cạnh máy tính của diêu vĩ như ong vỡ tổ, khoảnh khắc này ai cũng trợn mắt há mồm. Máy tính của Diêu Vĩ vẫn còn khá tốt, nhưng đột nhiên xuất hiện một khung tin nhắn, bên trong có một hàng chữ anh sắp bị hack rồi. Anh sẽ lập tức bị hack. Đếm ngược bắt đầu. Màn hình bắt đầu xuất hiện những con số rất lớn, hầu như chiếm hết một nửa màn hình, 10, 9, 8. Sau khi đếm ngược xong thì màn hình máy tính vẫn bình thường, sau đó lại có một tin tức, ha ha, đùa anh thôi. Mọi người giờ khóc giờ cười, người này đúng là quá ác. Lúc này tôi thật sự muốn hack anh. Lại có tin tức, chuẩn bị đếm giờ. Sau đó màn hình trực tiếp đen thui, cũng không xuất hiện tình cảnh đếm ngược, một dòng chữ lớn xuất hiện, anh lại bị chơi xỏ. Khổng Mính lẩm bẩm, đây là tiểu yêu tinh sao? Mọi người phải chấp nhận, chỉ có tiểu yêu tinh mới đùa giỡn người ta như vậy được mà thôi. Các người ai đang làm trò quỷ phải không? Siêu vĩ dùng ánh mắt tức giận nhìn qua văn phòng, sau đó hắn chợt phát hiện mọi người căn bản đều đứng bên cạnh máy tính của mình. Nào có ai làm gì? Á. À, tiểu thư Tiếp Tân đến xem náo nhiệt chợt hô lên kinh hoàng, vì trên màn hình máy tính của Diêu Vĩ chợt xuất hiện một đoạn hình ảnh. Đây là một cô gái với thân thể phim hoạt hình, nhưng thân thể đang phình to ra, nhân vật này đang hung hăng đấm một nhân vật khác. Tuy nhân vật kia cũng là hoạt hình nhưng gương mặt lại giống hệt như Diêu Vĩ. Mọi người trợn mắt há mồm, hacker này quá mạnh. Thật sự là Tiểu Yêu Tinh, cô gái phim hoạt hình thường là tiêu chí của Tiểu Yêu Tinh tôi cũng thấy được điều này đúng là quá sức hùng mạnh chỉ mới vài phút mà đã làm ra một đoạn hình ảnh như vậy ông chủ quả nhiên có lai lịch bất phàm biết cả một nhân vật hacker siêu cấp như tiểu yêu tinh công ty của chúng ta sau này nhất định sẽ có tương lai tôi cũng thấy như vậy sau này tôi sẽ cố gắng công tác mọi người cùng nhau nghị luận thỉnh thoảng còn nhìn diêu vĩ trước đó bọn họ còn cảm thấy diêu vĩ có bản lĩnh có tư cách để khoe khoang nhưng bây giờ đã bị ông chủ đạp xuống diêu vĩ căn bản không khác gì cặn bã khó trách người ta là ông chủ mà diêu vĩ chỉ có thể là kẻ làm công đây là tranh lệch gương mặt diêu vĩ đỏ bừng bừng hắn thấy ánh mắt của mọi người thậm chí còn thấy rõ sự khinh bỉ của mọi người với mình khoảnh khắc này hắn giống như một con gà trực tiếp xuất hiện trên máy tính được rồi được rồi mọi người đừng tụ tập lại nữa đến giờ rồi tan tầm ăn cơm thôi khổng minh thấy tình cảnh như vây thi lập tức giảng hòa cũng thuận tiện tạo ra bậc thang cho mọi người. Sự việc lần này đã làm cho một người không hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên quen tiểu yêu tinh đã chính thức tin tưởng, đồng thời còn đáng tiếc cho Lam Trạch. Sáng nay Lam Trạch có việc cần phải ra ngoài, hắn không được nhìn thấy tình cảnh tiểu yêu tinh ra tay. Mọi người tản đi, nhưng trước khi đi cũng không khỏi nhìn vài lượt về phía Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên không quan tâm đến bọn họ, hắn bắt đầu chơi bài. Này anh em, nhà chồng đậu hả? một tên cùng chơi bài với hạ thiên hỏi quá khủng một tỷ đậu này anh bạn không sợ công ty chim cánh cụt cho lên top sao một người khác cảm thán hạ thiên không trả lời đám người này hắn cũng không biết lên top lên tép là gì lúc này hạ thiên cũng không biết trong công ty chim cánh cụt có người muốn hack mình trưởng phòng vừa có hacker xâm nhập hệ thống một nhân viên mạng báo cáo cho trưởng phòng cái gì ngăn không được sao vẻ mặt trưởng phòng an ninh mạng biến đổi lớn không hacker quá lợi hại chúng ta căn bản không làm gì được một nhân viên khác nói hacker cố lấy đi số liệu gì không trưởng phòng hỏi có sửa lại số liệu về một người một nhân viên nói với vẻ mặt cổ quái sửa cái gì trưởng phòng hỏi ngay cho người này một tỷ đậu nhân viên nói trưởng phòng không nói gì sau đó hắn hỏi cũng chỉ là một tỷ đậu thôi sao? Đúng vậy, trưởng phòng, có khóa tài khoản kia lại không? Nhân viên hỏi thăm ý kiến của lãnh đạo. Cậu bị điên sao? Trưởng phòng mắng lớn. Không cần động vào, chỉ cần chú ý một chút là được. Trưởng phòng của công ty có chút buồn bực, hacker nào nhàm chán vậy? Sao lại động cả vào trò chơi bài? Hơn nữa lại chỉ vì một tỷ đậu. Trưởng phòng cũng không dám khóa nick kia lại, đây là loại hacker mạnh mẽ và buồn chán, tốt nhất không nên động vào. Nếu đắc tội với đối phương, bên kia không có việc gì làm và hách cả công ty, như vậy sẽ rất khó sống. Đám nhân viên công ty chim cánh cụt cảm thấy rất khó hiểu, mà Hạ Thiên bên này cũng buồn bực, hai tên khốn cùng chơi bài với hắn đang chơi gian dối. "Vợ, có hai tên chơi gian, em hách cho anh." Hạ Thiên bực bội gửi tin cho Tiểu Yêu Tinh. "Được." Tiểu Yêu Tinh bây giờ rất nghe lời, Hạ Thiên muốn hách ai thì nàng làm ngay. Lúc này một tên khốn đang cực kỳ vui vẻ vì sắp lừa được một tỷ đậu của Hạ Thiên, nhưng đột nhiên màn hình máy tính của hắn đã đen như than, không còn hoạt động. Trời ạ, à, một tỷ đậu. Người này kêu lên, mươi 328, dẫm hai thuyền quang minh chính đại. Khả Thiên thu phục xong hai tên khốn chơi lừa đảo, hắn tiếp tục chơi bài. Sau đó cũng có không ít người cảm thán vì con số đậu của hắn, nhưng cũng không ai dám làm bừa, vì vậy mà lần đầu tiên hắn vọc máy tính cũng có chút vui vẻ khổng mính ở bên cạnh không biết nói gì hơn, người này giống như không muốn đi dùng cơm. Hinh hình, bạn còn chưa ra sao? Khổng mính chạy đến gõ cửa phòng làm việc của Tôn Hinh hình. Sẽ ra ngay. Giọng nói của Tôn Hinh hình ở bên trong truyền ra, ngay sau đó cửa phòng mở, nàng đi ra. Khổng mính nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh hình một lúc lâu, cũng không thấy đối phương có gì khác biệt. Cuối cùng nàng cũng hiểu, Tôn hình hình chờ lâu như vậy, có lẽ cũng vì hủy diệt những gì còn sót lại của trận chiến với Hạ Thiên. Này, bạn nhìn mình như vậy làm gì? Tôn Hình Hình bị khổng mính nhìn mà có chút mất tự nhiên. Mình cũng không phải là Lam Trạch. Hừ, vì cậy không phải là Lam Trạch nên mình mới nhìn. Khổng mính bĩu môi nói. Chị Hinh lúc này Hạ Thiên đã vứt bỏ trò chơi bài, hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Tôn Hình Hình. Rõ ràng khổng mính hoàn toàn không hiểu Hạ Thiên, Đối với Hạ Thiên thì dù trò chơi có hay cũng không hay bằng chơi với vợ. Khụ, hai người ra ngoài dùng cơm hay ở trong công ty? Nếu ăn trong công ty thì tôi sẽ điện thoại ra cho người đưa vào. Khổng Mính lúc này mở miệng nói. Thôi thì ra ngoài ăn. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ rồi nói, nàng cũng không có yêu cầu gì quá, chỉ hy vọng được ăn một bữa ngon lành với Hạ Thiên. À, nếu vậy thì nhớ mang về cho mình một phần. Khổng Mính mỉm cười nói tôi sẽ không đi theo quấy giày thế giới của hai người. Tôn Hình Hình chừng mắt nhìn khổng mính, nàng cũng không nói gì mà kéo Hạ Thiên ra khỏi công ty. Hai người đi về phía thang máy, lúc này ở thang máy có khá nhiều người. Đúng là không có biện pháp nào khác, bây giờ là lúc tan tầm dùng cơm trưa, có quá nhiều người dùng thang máy. Nếu những văn phòng ở tương đối thấp thì nhân viên sẽ đi đường cầu thang, nhưng đây là tầng 68, dù là xuống lầu cũng sẽ mệt đến chết, vì vậy mọi người chỉ có thể chờ thang máy. Tôn Hình Hình đến thu hút ánh mắt của không ít người, thực tế nàng vừa đi làm ở công ty Lam Thiên được 3 ngày mà đã có danh tiếng ở tầng lầu này. Vì ngày đầu tiên nàng đi làm thì tập đoàn Thiên Nam ở bên kia đã lưu truyền một tin tức, cách vách có một đại mỹ nữ có thể so sánh với Diệp Mộng Oánh. Lúc đầu cũng không có mấy người tin tưởng, nhưng khi được chứng thực thì phát hiện người đẹp này không những có dung mạo tương đồng với Diệp Mộng Oánh, hơn nữa dáng người còn trưởng thành hơn, có thể nói là quyến rũ nữ tính, càng thêm mê người hơn so với một diệp mộng oánh lạnh lùng. Đám người kia sau khi nghe được cái tên tôn hình hình thì đặt cho một danh hiện hình mỹ nhân, quả thật rất phù hợp. Mà khoảnh khắc này đám nhân viên nam thấy tôn hình hình ôm tay một người đàn ông, vì vậy mà cảm thấy buồn bực, xem ra hình mỹ nhân đã có chủ. Nhưng đúng lúc này mọi người lại cảm thấy không đúng, sao người đàn ông ở bên cạnh hình mỹ nhân lại quen mặt như vậy? Này, các người có cảm thấy người đàn ông bên cạnh hình mỹ nhân rất quen mắt không có người không nhịn được phải hỏi đúng vậy hình như đã gặp ở đâu đó thì phải một người khác nói sau đó hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hạ thiên cố gắng nhớ xem đã gặp ở nơi nào cũng may có một nhân viên nữ đang đợi thang máy nói xen vào một câu các anh không có trí nhớ gì sao đây là vị hôn phu của diệp tiểu thư cô nhân viên vừa nói ra như vậy thì mọi người chợt kinh ngạc ai cũng nhìn về phía hạ thiên đúng là anh ta rồi đúng vậy thì ra bảo sao quen mắt tôi còn nhớ anh ta là hạ thiên đúng thế còn nói là thần y gì đó cái gì mà nghe nói người ta thật sự là thần y tháng trước chúng ta có tiền lương và không ít tiền thưởng đây đều là công lao của hạ thần y đúng vậy sản phẩm mỹ phẩm quá hoàn hảo à vị hạ thần y này không phải là hôn phu của diệp tiểu thư chúng ta sao lúc này sao lại thân mật với hình mỹ nhân điều này còn hỏi nữa sao bắt cá hai tay rồi tôi đã thấy nhiều người bắt cá hai tay nhưng chưa thấy sai kiêu ngạo như vậy đây chẳng phải đang thị uy với diệp tiểu thư của chúng ta sao đám người khẽ nghị luận tất nhiên hạ thiên cũng không quan tâm đến bọn họ hắn đứng nhìn đám người mà cảm thấy kỳ quái bên kia có một cái thang máy không có ai đứng sao không ai đi sang chị hinh chúng ta sang bên kia hạ thiên kéo tôn hinh hinh đi về phía thang máy không có người tôn hinh hinh vội vàng nói hạ thiên đó là thang máy chuyên dụng cho chủ tịch tập đoàn thiên nam có gì sao hạ thiên rất kỳ quái chủ tịch tập đoàn thiên nam không phải là diệp mộng oánh sao thang máy chuyên dụng của mỹ nữ tỷ tỷ hắn tất nhiên có thể sử dụng tôn hinh hinh chợt im lặng nàng cuối cùng cũng nhớ đến mối quan hệ không tầm thường của hạ thiên và diệp mộng oánh hạ thiên vừa nói vừa kéo tôn hình hình đến cửa thang máy hắn nhấn nút cửa thang máy nhanh chóng mở ra lúc này hắn mới thấy có một bảo vệ ngồi bên trong khi thang máy mở ra thì bảo vệ cũng cảm giác được ngay hắn vội vàng đứng lên khi nhìn thấy hạ thiên và tôn hình hình thì hắn cũng có chút sững sờ vì hắn tưởng người muốn dùng thang máy là diệp mộng oánh nhưng ánh mắt của tên bảo vệ này tương đối tốt hắn nhận ra hạ thiên đối với người thành phố giang hải thì biết hạ thiên cũng không nhiều nhưng đối với người của tập đoàn Thiên Nam thì cơ bản đều biết rõ bộ dạng Hạ Thiên, điều này cũng bình thường, hắn là vị hôn phu của chủ tịch, không nhớ được sao? Hạ Thiên sinh muốn đi xuống sao? Tên bảo vệ cuối cùng cũng mở miệng, hắn dùng giọng khách khí hỏi. Nói nhảm, chẳng lẽ tôi không được đi à? Hạ Thiên có chút mất hứng, đây là lầu 68, hắn muốn xuống dưới cho nhanh chóng, khỏi mất công đi bộ. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh vào thang máy, bảo vệ lúc này hỏi một câu. Hạ Tiên Sinh, anh không chờ Diệp Tiểu Thư sao? Bảo vệ vốn rất gấp, vì hắn thấy bộ dạng thân mật của Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên, vì vậy trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh có mâu thuẫn? Nếu thật sự là như vậy, hắn lại cho Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh đi xuống bằng thang máy chuyên dụng, như vậy chẳng phải đắc tội với Diệp Mộng Oánh sao? Nhưng ngay sau đó tên bảo vệ lại thấy Diệp Mộng Oánh đi về phía bên này, vì vậy hắn thầm thở phào một hơi, chỉ vài chục giây sau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mỹ nữ tỷ tỷ đến rồi sao? Hạ Thiên quay đầu lại xem, hắn thấy Diệp Mộng Oánh đi về phía bên này thì vẫy tay rất vui sướng. Mỹ nữ tỷ tỷ, bên này. Hạ Thiên hô lên như vậy làm đám nhân viên đang đợi thang máy xem náo nhiệt phải bội phục, người này đúng là châu chó, bắt cá hai tay mà còn ra vẻ quang minh chính đại. Diệp Mộng Oánh nghe thấy tiếng hô như vậy, dù nàng không nhìn cũng biết đó là ai, vì vậy mà trên gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười ngọt ngào nụ cười này làm cho đám nhân viên nam phải đơ như cây cơ. Diệp tiểu thư cười quá đẹp. Đúng vậy, cười như vậy rất khó phân cao thấp với tôn hình linh. Kỳ quái, vị hôn phu của Diệp tiểu thư đang chơi trò bắt cá hai tay, sao cô ấy còn vui sướng như vậy? Đám người này thầm nói với nhau, Diệp mộng oánh cũng nhanh chóng bước vào thang máy. Sau đó nàng khoác một cánh tay của Hạ Thiên, còn gật đầu khẽ bắt chuyện với tôn hình hình. Đám người hoàn toàn hôn mê, điều này, đây là chuyện động trời gì? Chẳng lẽ hai em một chồng, những năm gần đây một người đàn ông cùng với vài cô là chuyện bình thường ở huyện nhưng một tỷ phú như Diệp mộng oánh mà còn phải bon chen vậy sao? Đúng là quá quỷ gì. Nhân viên bảo vệ cũng chóng mặt, nhưng hắn không hỏi vấn đề mà mở miệng nói. Diệp tiểu thư, bây giờ chúng ta xuống luôn sao? Đợi chút, còn hai vị khách nữa. Diệp mộng oánh lắc đầu, cách đó không xa có ba ngựa oi đang đi đến một người là trợ lý chu cầm của Diệp Mộng Oánh, hai người còn lại đều là đàn ông. Người đàn ông đi giữa khoảng 27-28, mắt nhỏ mũi to, làn da rất trắng, bộ dạng cười híp mắt. Người đàn ông còn lại khoảng 40 tuổi, thân hình cao to, ánh mắt lợi hại, dù là khi đi đường cũng đứng thẳng tắp, ve mặt lạnh lùng mà anh Tuấn vừa vặn tạo ra sự khác biệt với người đàn ông trẻ tuổi. Chu cầm cùng hai người này đi vào thang máy, sau đó nàng bắt chuyện với Hạ Thiên. Chào Hạ Tiên sinh, tiền tiên sinh, giới thiệu với anh, đây là hôn phu của tôi. Diệp Mộng Oánh lúc này cũng mở miệng nói, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời đã bị đối phương cắt ngang. Diệp Tiểu Thư, không cần giới thiệu, tuy đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hôn phu của chị, nhưng tôi đã sớm nghe qua đại danh của cậu ta. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười rồi duỗi tay phải với Hạ Thiên. Chào cậu, Hạ Thiên, kính ngưỡng đại danh đã lâu, tôi là Tiền Đa Đa khi nghe thấy tên tiền đa đa kia nói kính ngưỡng mình từ lâu hạ thiên có tâm tình khá tốt vì vậy gần đây hắn không thích bắt tay đàn ông cũng phải phá lệ bắt tay với người này hạ thiên buông tay ra rồi hỏi một câu anh nhiều tiền lắm sao tiền đa đa nghe nói như vậy thì có chút xấu hổ à chỉ có chút tiền có chút tiền mà thôi có chút tiền thôi sao hạ thiên có hơi thất vọng vậy sao gọi là tiền đa đa tôi thấy anh nên đổi lại là tiền ít ít tôn hình hình có chút buồn cười gương mặt xinh đẹp của diệp mộng oánh cũng lộ ra ý cười khi thấy tiền đa đa có chút xấu hổ thì diệp mộng oánh nói hạ thiên tiền tiên sinh chỉ khiêm tốn mà thôi thật ra anh ấy nắm trong tay công ty đầu tư tiền đồ đây là công ty nổi tiếng đầu tư trên thế giới nắm trong tay vài chục tỷ nhiều tiền vậy sao hạ thiên có chút vui sướng tôi sắp phát tài rồi Mọi người nghe nói như vậy thì chợt ngẩn ngơ, tiền đa đa có nhiều tiền, như vậy liên quan gì đến Hạ Thiên? Hạ Thiên, sao cậu lại phát tài? Tôn Hình Hình nhịn không được phải hỏi, mà đây cũng là nghi vấn của mọi người trong thang máy. chương 329, anh thật sự có bệnh. Không phải anh ta có vài chục tỷ sao? Hạ Thiên chỉ vào tiền đa đa. Chỉ cần anh ta chia cho tôi một nửa, như vậy tôi sẽ phát tài. Mọi người không biết nói gì hơn, người này dựa vào điều gì để người ta phải chia cho một nửa? Tại sao anh ta phải chia cho cậu một nửa? Người hỏi vẫn là Tôn Hinh Hinh. Vì anh ta có bệnh. Hạ Thiên trả lời. Tôn Hinh Hinh thật sự cảm thấy hết chỗ nói. Nếu thật sự tiền đa đa chia cho Hạ Thiên một nửa tài sản, như vậy thì tiền đa đa chắc chắn sẽ có bệnh, là bệnh điên. Chu Cầm không khỏi nhìn tiền đa đa, nàng có chút bội phục, người này đúng là công phu ẩn nhẫn rất tốt, bị người ta mắng bị bệnh mà vẫn không tức giận vẫn cười tủm tìm. Tiền đa đa quả thật không tức giận, nhưng người đàn ông bên cạnh lại dùng ánh mắt bực bội liếc Hạ Thiên, nhưng hắn chỉ liếc mắt mà thôi, cũng không nói gì. Hạ Thiên, tiền tiên sinh thật sự có bệnh sao? Diệp Mộng Ánh mở miệng hỏi. Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Anh ta thật sự có bệnh, sợ rằng sắp chết tới nơi. Hạ Thiên quay đầu nhìn tiền đa đa rồi nói thêm. Này, tôi không dò anh, anh thật sự bị bệnh, Ngoài tôi ra thì không có ai chữa được cho anh. Nếu anh không muốn chết thì chia cho tôi một nửa tài sản, tôi sẽ chữa bệnh cho anh." Tiền Đa Đa vốn đang cười tủm tỉm nhưng nghe thấy như vậy thì vẻ mặt không khỏi biến đổi, nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng trở lại như bình thường, hắn chỉ cười với Hạ Thiên. "Hạ Thiên, tôi biết rõ y thuật của cậu rất cao, nhưng đã lâu rồi tôi chưa kiểm tra thân thể, bác sĩ nói tôi đang rất tốt. Bây giờ tôi 28 tuổi, nếu không có vấn đề gì thì sẽ sống đến 82 tuổi." không tin thì thôi hạ thiên có chút mất hứng dù sao người phải chết là anh chứ không phải là tôi cũng lắm thì tôi không có được vài chục tỷ tiền đa đa vẫn không tức giận hắn vẫn cười hạ thiên nếu tôi thật sự có bệnh tôi sẽ đến tìm cậu à nếu lúc đó anh còn vài chục tỷ thì đến tìm tôi nếu không thì đừng đến tìm tôi làm gì cho mệt nể mặt vài chục tỷ của anh tôi mới có tâm tình chữa bệnh giọng điệu của hạ thiên vẫn không tốt người này rõ ràng không tin vào y thuật của hắn đúng là xem thường hắn nếu không phải vì hắn muốn có thêm chút tiền kiếm vợ như vậy sẽ không quan tâm đến đối phương làm gì cho mệt tiền đa đa cảm thấy buồn bực liên hệ với hạ thiên này rõ ràng rất khó lúc này thang máy đã đi đến lầu một hạ thiên dẫn hai vị siêu cấp đại mỹ nữ một trái một phải đi ra vì vậy mà thu hút được rất nhiều ánh mắt hạ thiên không quan tâm đến những ánh mắt này diệp mộng oánh thì rất thản nhiên Tôn Hinh Hinh lại có chút mất tự nhiên. Nàng thiếu chút nữa đã buông tay hạ Thiên, nhưng khi thấy Diệp Mộng Oánh điểm nhiên như không thì Tôn Hinh Hinh vẫn không buông tay. Nếu Diệp Mộng Oánh là tỷ phú và là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam mà còn không quan tâm ánh mắt người khác, Tôn Hinh Hinh nàng việc gì phải sợ. Tiền Đa Đa cảm thấy kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra, thực tế thì từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn cũng mơ hồ không dừng trên người Tôn Hinh Hinh. Đoàn người rời khỏi tòa nhà Hải Giang sau đó đi qua đường cái rồi tiến vào nhà hàng chuyên phục vụ cho diệp mộng oánh trước đó diệp mộng oánh muốn chiêu đãi tiền đa đa ở đây nhưng bây giờ lại có mặt hạ thiên vì vậy mà tất cả cùng nhau đi ăn hạ thiên đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tôi mời anh một ly khi rượu và thức ăn được đưa lên thì tiền đa đa nhiệt tình mời rượu hạ thiên hạ thiên nhìn tiền đa đa vài giây đồng hồ sau đó hắn nói một câu tôi và anh không quen biết anh lại không cần tôi chữa bệnh vì vậy tôi không uống với anh. Tiền đa đa nâng ly rượu mà cảm thấy xấu hổ, tôn hình hình lại có chút giở khóc giở cười, tiểu sắc lang này vẫn luôn là như vậy, hoàn toàn không có tâm tình làm việc chính đáng. Tiền tiên sinh, anh là khách, tôi mời anh trước. Diệp mộng oánh đứng ra cứu chữa. Diệp tiểu thư nói như vậy thì tôi cũng không khách khí. Tiền đa đa thuận tiện xuống thang, sau đó hắn cũng không dám mời rượu hạ thiên. Diệp tiểu thư, chúc chị một ly cầu mong chúng ta hợp tác thành công tiền đa đa lúc này đổi mục tiêu diệp mộng oánh cũng không chối từ nàng uống hết ly rượu hạ thiên lúc này lại có vấn đề hắn nhìn diệp mộng oánh mỹ nữ tỷ tỷ chị hợp tác gì với người này vậy diệp mộng oánh khẽ giải thích hạ thiên là thế này tiền tiên sinh muốn đầu tư vào cổ phiếu của tập đoàn thiên nam chúng ta chủ yếu là nhập cổ phần vào công ty mỹ phẩm tất nhiên đây chỉ là hiệp định sơ bộ cũng chưa chính thức tiến hành. À, thì ra là như vậy, mỹ nữ tỷ tỷ, chị đừng hợp tác với anh ta." Hạ Thiên mở miệng nói. "Anh ta sắp toi tới nơi rồi, có gì mà hợp tác tốt đẹp." Tiền Đa Đa nghe nói như vậy thì vẻ mặt có chút mất tự nhiên, dù là ai, một khi bị một kẻ nào đó liên tục mở miệng nói mình sắp chết thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Diệp Mộng Oánh cau mày, nàng hỏi dò Hạ Thiên. "Hạ Thiên, cậu xác định sao?" Mỹ nữ tỷ tỷ, tất nhiên tôi xác định, khi tôi bắt tay anh ta, cũng đã thuận tiện xem xét tình huống. Hạ Thiên rất tin tưởng, hắn thân là đệ nhất thần y, sao có thể nhìn lầm bệnh được. Lần này Diệp Mộng Oánh đã hoàn toàn tin tưởng, có lẽ trên thế giới có nhiều người nghi ngờ về y thuật của Hạ Thiên, nhưng Diệp Mộng Oánh nàng không nằm trong số đó. Tiền tiên sinh, nếu Hạ Thiên đã nói như vậy, tôi thấy chúng ta nên dừng hợp tác, anh nên đến bác sĩ thăm khám trước đã diệp mộng oánh mở miệng nói vẻ mặt tiền đa đa có chút cứng đờ sau đó hắn nở nụ cười miễn cưỡng diệp tiểu thư việc hợp tác không phải là trò đùa chỉ có quyết định như vậy không khỏi có chút qua loa sao tiền tiên sinh cũng vì chuyện hợp tác không phải là trò đùa nên tôi mới có quyết định này diệp mộng oánh thản nhiên nói tôi tin hạ thiên tất nhiên tôi cũng không yêu cầu anh phải tin vì vậy tôi mới yêu cầu anh nên đến bác sĩ dù sao thân thể cũng là quan trọng nhất diệp tiểu thư tôi rất chú trọng đến thân thể đầu tháng tôi đã đến kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề trên mặt tiền đa đa cuối cùng cũng không còn nụ cười nếu diệp tiểu thư không muốn hợp tác như vậy cứ việc nói thẳng nhưng nếu lấy vấn đề thân thể của tôi làm cái cớ hình như không phù hợp với thân phận của chị nếu tiền tiên sinh nói như vậy thì tôi cũng không còn biện pháp diệp mộng oánh cười nhạt một tiếng hạ thiên là vị hôn phu của tôi tôi sẽ tin tưởng cậu ấy vô điều kiện nếu đã như vậy thì tôi cũng không bắt buộc tiền đa đa đứng lên cảm ơn diệp tiểu thư đã chiêu đãi chúng tôi phải cáo từ trước tiền tiên sinh đi thong thả diệp mộng oánh đứng lên tiễn khách cũng không tiếp tục giữ đối phương ở lại tiền đa đa xoay người bỏ đi bộ dạng có chút lo lắng người đàn ông kia cũng đi theo trước khi đi còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên tâm tình của hạ thiên lập tức tốt hơn rất nhiều Hai cái bóng đèn đã bỏ đi, hắn sao không vui cho được. Nhưng không kiếm được vài chục tỷ, điều này làm hắn có chút tiếc nuối. Hạ Thiên nhớ rõ lời nói của đại sư phụ, có tiền mà có bệnh thì giống như dê béo, gặp loại này thì không cần buông tha, kẻ có được nhiều tiền cũng chỉ chèn ép người khác mới có được mà thôi. Hạ Thiên, rốt cuộc anh ta có bệnh gì? Tôn Hinh Hinh lúc này cũng không nhịn được phải hỏi. "À, thật ra tạm thời anh ta không có bệnh." Hạ Thiên trả lời. Sao? Tôn hình hình lập tức sướng sốt. Chu cầm ở bên cạnh thầm nghĩ, hạ thần y này đúng là hại người, không có bệnh mà nói người ta có bệnh, còn nói người ta sẽ chết. Bệnh viện cứu người chẳng qua chỉ lấy vài trăm ngàn, nhưng hắn cứu người lại muốn vài chục tỷ, đúng là không bình thường. Diệp mộng oánh cũng ngây ngốc, nàng rất tin vào hạ thiên, trước đó cũng tin tiền đa đa mắc bệnh sắp chết, bây giờ xem ra nàng bị hắn gạt sao. Sao cậu lại nói người ta sắp chết? Tôn Hinh Hinh sướng sốt một lúc lâu rồi hỏi, thì hắn sắp chết thật. Hạ Thiên nói, Tôn Hinh Hinh có chút hôn mê, sao cậu không nói thẳng? Tôi chỉ nói tạm thời anh ta chưa có bệnh, mấy ngày nữa sẽ phát bệnh. Hạ Thiên giải thích. Chu Cầm thầm nghĩ, chẳng lẽ hạ thần y này thần kỳ vậy sao? Người ta còn chưa có bệnh, còn biết người ta vài ngày sau có bệnh, hắn không động tay vào đối phương đấy chứ? Không riêng Chu Cầm nghi ngờ. Ngay cả Tôn Hinh Hinh cũng có chút hoài nghi, nàng cũng trực tiếp hỏi. "Hạ Thiên, chẳng lẽ cậu động tay động chân vào tiền đa đa?" "Không." Hạ Thiên lắc đầu, hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn Tôn Hinh Hinh. "Chị Hinh, tôi việc gì phải làm những chuyện nhàm chán như vậy?" Tôn Hinh Hinh không khỏi thầm nghĩ, "Tiểu Sắc Lang này không phải thích làm những chuyện nhàm chán vậy sao?" "Hạ Thiên, Hinh Hinh, chúng ta đừng bàn đến vấn đề này nữa, tiếp tục dùng cơm thôi." Diệp Mộng oánh mở miệng nói. Mỹ nữ tỷ tỷ nói không sai, ăn cơm quan trọng hơn. Hạ Thiên mở lớn mắt, sau đó hắn gắp một miếng cá cho Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, ăn thêm một chút, bổ sung thể lực. Gương mặt Tôn Hinh Hinh đỏ bừng lên, trong lòng có chút không yên, tiểu sắc lang muốn nàng bổ sung thể lực, như vậy đến chiều còn có hoạt động nữa sao? Tôn Hinh Hinh rõ ràng lo lắng có chút dư thừa, sau khi ăn cơm xong thì Hạ Thiên quay về công ty Lam Thiên, sau đó cả buổi chiều ngồi đánh bài. Hơn nữa vận may của hắn là khá tốt, đột phá khỏi con số 1 tỷ đậu. Khổng Mính ở bên cạnh thầm cảm khái, đúng là đáng thương, một trò như chơi bài cũng chơi cả buổi chiều. Nhưng Khổng Mính cũng không chỉ chú ý ông chủ chơi bài, vì vậy cả buổi chiều các nhân viên công tác rất chân thành, ai cũng sợ lười biếng bị Hạ Thiên thấy được. Hạ Thiên, tan tầm rồi, chúng ta về nhà thôi. Mãi đến khi tôn hình hình đi ra thúc dục thì Hạ Thiên mới từ trong sung sướng phục hồi lại. Hạ Thiên tắt máy tính rồi đứng dậy theo tôn hình hình đi ra công ty, nhưng hắn mới đi vài bước đã có tiếng hét vang lên. chương 330, thét lên. Tiếng thét này vừa trói tai lại vừa giòn tan, có thể nói là kinh sợ thiên địa quỷ thần, vì vậy mà tất cả nam nữ đều phải quay đầu nhìn về phía tiếng thét phát ra. Tiếng thét vang lên vài giây mới dừng, điều này làm cho mọi người không khỏi khâm phục chất giọng của đối phương khi mọi người phát hiện người thét là một cô gái nhỏ xinh đẹp thì càng bội phục rõ ràng không phục sư tử hà đông cất tiếng giống nhưng bội phục những cô gái nhỏ mà mồm to hạ thiên anh là loại lưu manh thối không biết xấu hổ là đại sắc lang anh rõ ràng dám tìm vợ bé sao cô gái nhỏ thét lên rồi tức giận lớn tiếng mắng hạ thiên đột nhiên một cô gái nhỏ xuất hiện và lớn tiếng mắng hạ thiên trước mặt mọi người điều này càng làm hạ thiên thêm bội phục đúng là em bé hơn chị lớn sao lại là em? Hạ Thiên thấy cô gái nhỏ kia thì chợt bất mãn, tổ bối bối không ngực không mông sao lại xuất hiện ở đây? Là tôi thì sao? Anh là loại hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, biến thái, anh tìm vợ bé còn chưa tính, hơn nữa còn mang vợ bé đến đây khoe khoang. Tổ bối bối trợn trừng cặp mắt xinh đẹp, nàng ra vẻ cực kỳ phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Em cũng không phải là vợ anh, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Tô bối bối nhíu mũi. Tôi phải xen vào, ai bảo anh tìm vợ bé sau lưng chị tôi. Tôi muốn chị tôi chia tay với anh. Này, anh biết em ghen ghét vì Mỹ nữ tỷ tỷ làm vợ anh, vì vậy cả ngày muốn phá hoại quan hệ giữa anh với chị ấy. Nhưng Mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không nghe lời em đâu, em đừng hy vọng hão huyền. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tô bối bối. Tô bối bối lập tức lắp bắp. Anh, 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 anh nói bậy, ai ghen với anh. Anh nào có nói bậy, ngày đầu tiên em thấy anh thì đã yêu anh đã nói muốn làm vợ bé của anh đáng tiếc là anh không thích vì vậy suốt ngày đến phá anh hạ thiên nói với giọng điệu đầy hùng hồn tô bối bối choáng váng lưu manh này đúng là không biết xấu hổ những lời như vậy mà cũng nói ra được thế nào không phản bác được nữa sao hạ thiên có chút đắc ý sau đó hắn ra vẻ an ủi tô bối bối thật ra em cũng có cơ hội làm vợ bé của anh tuy bây giờ anh không thích em nhưng chờ em lớn thêm một chút, dáng người phát dục như mỹ nữ tỷ tỷ, khi đó có lẽ anh sẽ thích em. Anh, anh, anh đúng là tự kỳ. Tô Bối Bối lại tức giận thê thảm. Khi thấy Tô Bối Bối tức tối đến mức gương mặt đỏ bừng bừng, Hạ Thiên rất thỏa mãn, tiểu nha đầu này luôn tìm hắn gây phiền, vì vậy cần phải làm cho nàng thê thảm. Này, em cũng đừng đứng nơi đây làm gì nữa, về nhà sớm một chút, ăn nhiều chất bổ vào, ăn thịt uống súp, ngực nở mông to. Đến lúc đó anh sẽ tình nguyện lấy em làm vợ bé. Hạ Thiên hảo tâm nhắc nhở Tô Bối Bối, sau đó hắn kéo Tôn Hinh Hinh. "Chị Hinh, chúng ta về nhà trước thôi." "Á!" Tô Bối Bối lại thét lên. "Hạ Thiên, anh là loại khốn nạn, tôi liều mạng với anh." Tô Bối Bối dương nhanh múa vuốt phóng về phía Hạ Thiên, nàng vì quá tức tối mà choáng váng, vì vậy đã quên Hạ Thiên là cao thủ. Kết quả thế nào hoàn toàn có thể nghĩ ra được, Hạ Thiên giang hai tay chờ nàng tô bối bối trực ngã vào lòng hắn. Các người thấy chưa, cô ta yêu tôi đến chết. Hạ thiên quét mắt nhìn đám người đang xem náo nhiệt ở xung quanh, bộ dạng rất vô tội. Thật ra tôi không thích cô ấy, nhưng cô ấy cứ nhào vào tôi, hơn nữa tôi lại không muốn làm cô ấy tổn thương, vì vậy miễn cưỡng ôm vào lòng mà thôi. Sau đó hạ thiên ôm chặt lấy tô bối bối, ngay sau đó hắn lại buông tay rồi nói. Này, bây giờ em cũng đã ôm anh rồi, anh đi được chưa? Tô bối bối cực kỳ xấu hổ rất muốn rời khỏi lòng hạ thiên, nhưng nàng phát hiện mình không thể động đậy được. Trong lúc quính quáng nàng muốn mở miệng mắng, nhưng nàng chỉ há miệng mà không có âm thanh nào được phát ra. Lúc này giọng nói của hạ thiên lại truyền vào tai tô bối bối. Các người xem, cô ấy cứ ở luôn trong ngực tôi không chịu ra. Đám người bàng quan không biết nói gì hơn, không phải bọn họ không có gì để nói, chỉ là bọn họ không biết rõ tình huống. Hạ thiên, bối bối, các người đây là. Một âm thanh kinh ngạc chợt vang lên, cuối cùng Diệp Mộng Oánh cũng xuất hiện. Khi thấy Diệp Mộng Oánh thì Hạ Thiên giống như thấy cứu tinh, hắn vội vàng nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đến nhanh lên, nhà đầu kia không những quấn lấy tôi, hơn nữa còn muốn làm vợ bé của tôi. Sau khi bị tôi từ chối thì ở luôn trong ngực tôi không chịu ra, chị mau kéo cô bé ra. Hạ Thiên nói xong thì đẩy tô bối bối ra khỏi lòng mình, sau đó hắn kéo tôn hình hình bỏ chạy, đồng thời còn để lại một câu nghĩ nữ tỷ tỷ trước tiên đừng làm tô bối bối đến quấy rối tôi nếu cô ấy muốn làm vợ tôi thì phải lớn lên cái đã diệp mộng oánh có chút giờ khóc giờ cười có chuyện này sao á à, tô bối bối khôi phục lại tự do thì thét lên sau đó nàng phát hiện mình có thể nói chuyện vì vậy mà gào về phía hạ thiên hạ thiên anh là đại lưu manh tôi sẽ không để yên cho anh hạ thiên tiến vào thang máy khi hắn nghe thấy âm thanh này thì có chút lo lắng. Chị Hinh, nhà đầu kia bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Tôi chỉ ôm cô ta một cái mà thôi, ôm cũng không mang thai, cô ta dựa vào cái gì để bắt tôi phụ trách? Tôn Hinh Hinh không nói gì trong toàn bộ quá trình, lúc này nàng nghe thấy như vậy thì càng không biết nói gì, tiểu sắc lang này đúng là, được tiện nghi còn khoe mẽ. Học phủ danh uyển, chiếc Ferrari của Tôn Hinh Hinh còn chưa chạy đến cửa thì bảo vệ đã mở cửa chính, chiếc xe Ferrari và một tôn hình hình hầu như đã trở thành phong cảnh đặc sắc của học phủ danh huyền. Bây giờ chỉ cần bảo vệ nhìn thấy xe là biết tôn hình hình đã quay về. Tất nhiên bảo vệ trong khu dân cư này nghĩ mãi mà không rõ, tôn hình hình có thể chạy Ferrari, vì sao còn ở đây? Chẳng lẽ người mua được Ferrari mà không mua được nhà ở sao? Khi thấy Hạ Thiên ở bên cạnh tôn hình hình thì đám bảo vệ có chút hâm mộ, cũng có chút ghen ghét. Người đàn ông này có chút sung sướng, lớn lên như chó hình người, nhưng không ngờ lại thu được người đẹp như tôn hình hình, đúng là củ cải trắng cho heo ăn. Thiên ca, cửa khu dân cư chợt vang lên một âm thanh. Hạ thiên quay đầu nhìn, là một tên thanh niên. Chú là ai? Hạ thiên hỏi, trong ấn tượng của hắn chưa từng thấy qua người này. Thiên ca, em là người của báo ca. Tên thanh niên mặc quần áo hoa hòe nhanh chóng đi đến trước mặt hạ thiên, ngay sau đó hắn lại khom lưng hành lễ với tôn Hinh hình thiên tẩu à thì ra chú là người của đinh báo hạ thiên cũng không nghi ngờ ngay sau đó hắn hỏi một câu chú có chuyện gì không nếu không thì anh và chị hinh lên lầu trước thiên ca báo ca nhận được tin người của tứ hải bang sẽ gây bất lợi cho anh vì vậy nói em báo một tiếng tên thanh niên mặc áo hoa hòe nói à anh biết rồi hạ thiên đã sớm biết chuyện này đối với hắn thì cũng chẳng có gì cần suy nghĩ vì vậy hắn xoay người định bỏ đi. Hạ Thiên, chú ý. Tôn Hinh Hinh đột nhiên kêu lên sợ hãi, khi nàng định xoay người thì phát hiện tên thanh niên áo hoa rút sau lưng một cây đao rồi đâm về phía Hạ Thiên như chớp. Tên thanh niên ra tay rất nhanh, mũi đao cũng nhanh chóng đến gần lưng Hạ Thiên, mà Hạ Thiên có vẻ còn chưa kịp nhận ra. Trong mắt tên thanh niên lóe lên cái nhìn cực kỳ vui sướng, trên mặt cũng tự giác lộ ra nụ cười, giống như hắn đã nhìn thấy chiếc ghế bang chủ tứ hải bang hơn nữa chính hắn đang ngồi lên đồng thời trong lòng hắn cũng miệt thị hạ thiên đây là thiên ca sao thì ra cũng chẳng có gì hơn hắn chỉ thi triển một kế hoạch nho nhỏ cũng đã đủ thu phục đối phương nhưng một giây sau nụ cười trên mặt tên thanh niên đã đông cứng hắn đột nhiên phát hiện cây đao trên tay đã không còn cách nào tiến tới hạ thiên không quay đầu lại nhưng sau lưng lại giống như có mắt hắn chỉ tùy tiện vung tay hai ngón tay kẹp lấy mũi đao Tên thanh niên cố gắng dùng sức đâm cây dao về phía trước nhưng đáng tiếc là không thành công, khi hắn muốn thu đao thì cũng phát hiện mình không làm gì được. Khoảnh khắc này cuối cùng hắn cũng biết những lời đồn kia không phải là giả, người được gọi là thiên ca này thật sự lợi hại. Khoảnh khắc này tên thanh niên đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt, hắn buông tay, cũng không quan tâm đến cây đao kia như thế nào, hắn xoay người chạy ra ngoài khu dân cư. Này, cầm đao về. Hạ Thiên xoay người Hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn tên thanh niên đang bỏ chạy, sau đó hắn vung tay, cầm đao phóng đi. Á, à, tên thanh niên thét lên thảm thiết rồi bổ nhào xuống đất, trên đùi hắn cắm cây đao của chính mình. Bây giờ chú có thể cút đi. Hạ thiên nói với tên thanh niên đang nằm trên mặt đất, sau đó hắn xoay người ôm tôn hình hình đi vào hành lang, bộ dạng giống như chưa có gì xảy ra. Bảo vệ khu dân cư trợn mắt há mồm, hắn giống như không kịp phản ứng. Lợi dụng cơ hội này, tên thanh niên cố gắng đứng lên. Hắn thất tha thất thiểu chạy ra khỏi khu dân cư, sau đó phóng về phía một chiếc xe 16 chỗ cách đó không xa. Xe mở cửa, hai người vội vàng chạy xuống. Nhưng lúc này bọn họ đã phát hiện tình hình không đúng, muốn tiến lên hỗ trợ. Két một tiếng thắng gấp vang lên, lại là một chiếc xe 16 chỗ dừng lại. Bốn năm người từ trên xe phóng xuống, người nào cũng cầm mã tấu sáng loáng, mã tấu đều vung về phía tên thanh niên đại ca chạy mau. Đám côn đồ đừng đứng đợi tên thanh niên thấy tình huống không đúng thì gào lên. Đáng tiếc là quá muộn, vài cây mã tấu chém về phía tên thanh niên, chỉ vài giây sau hắn đã ăn vài đao. Sau đó đám người cầm mã tấu xoay người chạy về phía chiếc xe 16 chỗ, xe chạy đi ngay lập tức, toàn bộ quá trình chưa đến 10 giây, tất cả đã kết thúc. Tên thanh niên nằm trong vũng máu, thần chí vẫn còn mà chưa hôn mê, nhưng khoảnh khắc này hắn lại muốn chết đi, vì hắn biết hai tay hai chân của mình đã bị phế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 330.